Thật ra đây là lần đầu mình học cái thực hành lâm sàng mà dạng online, cho nên là cô cũng gọi là cái hình thức soạn bài á, mình cũng mới có bắt đầu suy nghĩ sao mà để tụi em có thể tiếp thu bài. Dạ cô ơi, cô bị tắt mic rồi đó cô. Nghe được chưa mấy bạn? Dạ giờ được rồi. Thì học thực hành lâm sàng online thì đây là hình thức mới ha, để cho mình vượt qua cái mùa dịch bệnh thôi. Cho nên là bài giảng thì mới vừa soạn thôi, nó cũng sẽ có một số cái chưa chưa có hoàn hảo ha. Cho nên là học cái này thì trên phương diện là mình sẽ tương tác nha, cho nên là cô sẽ nói rồi mấy bạn có vấn đề gì thì mấy bạn lên tiếng ha, mình trao đổi qua lại. Thì trước đó cũng có hỏi lớp trưởng á, là không biết lớp mình có những cái bệnh án viêm tụy cấp hay không, thì lớp trưởng báo là do thời gian đi không có chuẩn bị được ha, cho nên thì cô cũng cũng có tìm hai hai tình huống lâm sàng thôi. Nhưng mà không có được những cái chụp cận lâm sàng, cô chỉ ghi lại thôi ha. Thì sau khi mà cô điểm sơ qua một vài cái điểm mà lý thuyết mình cần phải check lại theo cái sườn bệnh án, thì mình sẽ thảo luận những cái tình huống lâm sàng với mấy bạn ha. Đó là cái form mình sẽ học. Rồi, bây giờ bệnh án viêm tụy cấp. Về mặt lý thuyết viêm tụy cấp á, thì mấy bạn đã được học trên lớp rồi ha. Bây giờ mình sẽ cùng đi vào những cái bệnh án, gọi là cái sườn bệnh án, rồi mình check lại những cái điểm mà mình cần phải nhớ thôi ha. Rồi, một cái bệnh án viêm tụy cấp á, thường bệnh nhân sẽ có cái lý do vào viện là đau bụng ha, và đau bụng là chiếm hầu hết các trường hợp, nếu không muốn nói là tất cả các trường hợp ha, hầu như tất cả các trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp khi vào viện thì đều với lý do là đau bụng, và bệnh nhân sẽ có triệu chứng kèm theo là nôn ói. Vậy thì mấy bạn phải hiểu một điều á, là không phải tất cả các bệnh nhân đều nôn ói nha. Nghĩa là lý tưởng nhất là bệnh nhân sẽ có đau bụng với nôn ói là những cái bệnh gọi là bệnh sử điển hình. Thế nhưng mà có một số người bệnh họ chỉ có đau bụng thôi và họ không có nôn ói, họ chỉ có cảm giác là buồn nôn, hoặc là một số trường hợp không hề có buồn nôn hoặc nôn ói gì cả nha. Cho nên mấy bạn chú ý chỗ này. Cho nên á, để chẩn đoán viêm tụy cấp á, thường mình sẽ dựa chủ yếu vào triệu chứng đau bụng, mà mình sẽ dựa vào chỗ nào? Mình sẽ dựa vào những cái ta gọi là những cái thuộc tính của cái triệu chứng đau bụng và thuộc tính đó để nó gọi là cho mình biết đó có phải là đau bụng kiểu tụy hay không ha. Thì đau bụng kiểu tụy là như thế nào? Thì thường á, đau bụng kiểu tụy là một, bệnh nhân sẽ có cái hoàn cảnh khởi phát là thường họ sau sau những cái bữa ăn thịnh soạn, cái này thì em đã biết rồi ha, hoặc là sau khi uống bia rượu. Và sau uống bia rượu á, có thể là dao động từ 1 đến 3 ngày trước đó ha. Có thể là bệnh nhân uống rượu khoảng 1 đến 3 ngày trước đó, rồi sau đó họ mới khởi phát cái cơn đau bụng ha. Và vị trí đau thường á, là đau ở vùng thượng vị lệch trái là lý tưởng nhất nha. Nhưng mà đôi khi á, là bệnh nhân có thể đau ở vùng quanh rốn nữa ha. Có một số cái vị trí đau hiếm. Còn khoảng 90 đến 95% là bệnh nhân sẽ đau vùng thượng vị và lệch trái ha. Và phần lớn cơn đau kiểu tụy thì có lan sau lưng ha, đôi khi có thể là lan lên ngực, lan qua vùng hông, lan xuống vùng bụng dưới cũng có, nhưng mà hiếm hơn. Và có một cái đặc tính gọi là nổi trội là cái cơn đau bụng kiểu tụy là một cơn đau bụng khởi phát nhanh nha, khởi phát nhanh. Và thường á, là cơn đau sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ 30 đến 60 phút. Cho nên á, là em để ý thấy á, những cái bệnh sử về viêm tụy cấp á, phần lớn á, bệnh nhân sẽ nhập viện với mình trong khoảng 24 giờ. Nghĩa là thường là cách nhập viện vài giờ. Chứ hiếm khi nào mà bệnh nhân đau bụng mà cơn cái nguồn gốc của cơn đau từ tụy mà bệnh nhân có thể ở nhà sau 24 giờ lắm. Bởi vì cái tính chất đau á, là đau, cường độ đau là đau rất là dữ dội ha, phần lớn bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng được và họ sẽ
họ bắt buộc là phải nhập viện với mình ha. Và đau kiểu tụy á, thường là bệnh nhân sẽ đau liên tục ha, chứ không phải đau từng cơn, họ sẽ đau liên tục ở vùng thượng vị ha. Và có một cái thuộc tính kế tiếp nữa là khi mà bệnh nhân có đau bụng kiểu tụy á, thì khi họ nằm ở tư thế cò súng thì sẽ giảm đau ha. Đây là những cái thuộc tính mà được xếp vô nhóm là gợi ý cho mình đây có thể là cơn đau kiểu tụy nha. Nhưng mà có một có những cái thuộc tính mà nó nổi trội hơn, ví dụ như là cơn đau khởi phát nhanh nha, đau liên tục, cường độ đau thì dữ dội ở vùng thượng vị ha. Thì khi mà mình nghe đến những thuộc tính đó là mình phải nghĩ đến ha, là khả năng bệnh nhân này có cơn đau mà nguồn gốc từ tụy nha em ha. Còn nếu mà lý tưởng nhất là bệnh nhân đạt được đầy đủ các thuộc tính như là mình đã mô tả ha, thì cái đó thì dễ chẩn đoán rồi. Nhưng mà có một số trường hợp đó là bệnh nhân sẽ không có đủ các thuộc tính lý tưởng như vậy ha. Thì có những cái thuộc tính mà theo kinh nghiệm của tôi thấy lúc nào cũng có đó, nghĩa là bệnh nhân có cơn đau khởi phát nhanh, cường độ đau dữ dội, đau liên tục và vị trí là ở vùng thượng vị ha. Đó. Triệu chứng thứ hai ha là buồn nôn và nôn. Thì thường á, là những bệnh nhân viêm tụy cấp á, họ sẽ nôn ói rất là nhiều lần ha. Và thường là sau nôn ói á, thì cái cường độ đau bụng cũng không có giảm ha. Đó là những cái thuộc tính của cái triệu chứng nôn ói mà liên quan đến bệnh lý tụy ha. Đó là về phần lý do vào viện ha em ha. Trong bệnh sử thì mình sẽ chú ý mình khai thác ha, những cái thuộc tính của cái cơn đau bụng kiểu tụy. Nếu mà khi mình khai thác bệnh nhân ha, mình thấy rằng là mình có một cái hướng suy nghĩ là khả năng bệnh nhân này bệnh bệnh lý từ tụy, thì em sẽ cố gắng khai thác đủ cái thuộc tính này để nó sẽ tạo thuận lợi cho em khi em biện luận lâm sàng ha. Rồi trong cái phần tình trạng lúc vào viện nè, diễn tiến bệnh phòng nè, tình trạng hiện tại, thì những cái chỗ đó em sẽ theo dõi về những cái triệu chứng cơ năng ha. Thường mình sẽ theo dõi về những cái triệu chứng cơ năng như là đau bụng với nôn ói thôi, và mình sẽ cùng theo dõi cái diễn tiến đau bụng xem coi nó sẽ đi theo cái xu hướng như thế nào ha. Rồi về phần tiền sử ha, tiền sử của bệnh nhân thì như em đã biết rồi đó, thì tiền sử mình sẽ tập trung vào hai cái tiền sử chính là tiền sử bản thân và tiền sử gia đình. Thì đối với cái phần mà viêm tụy cấp á, thì trong cái phần tiền sử á, thường á, sẽ hỗ trợ giúp cho mình tìm được cái nguyên nhân gây viêm tụy ha, nguyên nhân gây viêm tụy. Thì mình sẽ khai thác coi là trong cái tiền sử bệnh lý trước đây của người bệnh, bệnh nhân có những cái đợt đau bụng cấp tương tự trước đây hay không, hoặc là bệnh nhân có từng được chẩn đoán viêm tụy cấp trước đây hay không. Khi mà em đi lâm sàng á, đôi khi em sẽ gặp một số bệnh nhân á, là họ khai với em là tôi bị viêm tụy chắc 4, 5, 6 lần gì rồi, cứ trung bình năm là tôi bị 2, 3 lần ha. Thì khi mà bệnh nhân bị viêm tụy cấp nhiều lần vậy á, chuyện đầu tiên á, là em phải hỏi được á, là mỗi một cái lần khởi phát viêm tụy cấp vậy á, là bệnh nhân có cái yếu tố kích phát gì nha, để xem coi là có xảy ra cùng một cái yếu tố khởi phát hay không, để gợi ý cho mình cái nguyên nhân mãn tính á. Chuyện thứ hai nữa là em cần phải chú ý xem coi là bệnh nhân này có khả năng là viêm tụy mạn hay không. Tại vì trong cái mục tiêu học của tụi bạn á, thì không có bài viêm tụy mạn, nhưng mà cái đợt cấp của viêm tụy mạn á, sẽ có cái triệu chứng lâm sàng tương tự như viêm tụy cấp, hầu như giống hệt luôn vậy đó. Hay cho nên là khi mà mình khai thác tiền sử mình thấy là bệnh nhân bị viêm tụy cấp nhiều lần trước đây, thì mình phải chú ý coi là bệnh nhân có những cái triệu chứng nào mà liên quan đến bệnh lý tụy mạn hay không. Thì những triệu chứng mà liên quan đến bệnh lý tụy mạn, ví dụ như là thứ nhất á, là bệnh nhân thường xuyên là bị khó tiêu nè, hoặc là họ hay bị đau đau vùng thượng vị âm ỉ, thì triệu chứng này nó hơi giống giống với bệnh lý dạ dày tá tràng đó ha. Nhưng mà thường là bệnh nhân sẽ khai với mình là tôi hay bị đau bụng thượng vị âm ỉ lắm, nhưng mà nó không có đau nhiều,
nó đau âm ỉ tôi vẫn chịu đựng được ha. Hoặc là bệnh nhân ăn uống khó tiêu, đặc biệt là thức ăn dầu mỡ, như họ nói là họ ăn dầu mỡ vô là không có tiêu hóa được ha. Hoặc là họ nói gần đây, à, từ lúc bệnh lý tụy nhiều lần vậy á, thì khoảng thời gian gần đây tôi có phát hiện là có bệnh lý về đường huyết ha. Bởi vì tụy á, là nó có những cái hormone liên quan đến kiểm soát đường huyết, cho nên nếu mà bệnh nhân có những bệnh lý về rối loạn kiểm soát đường huyết mới xuất hiện ha, mà bệnh nhân đã có tiền căn là bệnh lý tụy nhiều lần ha, thì nó cũng là một cái gợi ý có khả năng là bệnh nhân này bị suy chức năng tuyến tụy mãn tính hay là viêm tụy mãn đó. À, hoặc là có một số bệnh nhân có thể khai với em là họ đi tiêu phân có nhiều váng mỡ ha, thì cũng có thể là có những cái điểm mà gợi ý cho mình là khả năng bệnh nhân có bệnh lý tụy mạn. Nhưng mà những cái triệu chứng này á, thực tế trên lâm sàng á, khai thác trên bệnh nhân hầu như không có, cho nên á, là chẩn đoán bệnh lý tụy mạn trên lâm sàng thường người ta dựa chủ yếu vào những cái xét nghiệm hình ảnh học ha, ví dụ như là siêu âm nè, xem bụng nè, hoặc là CT scan bụng ha. Còn về mặt triệu chứng, nếu em khai thác mà có thì nó sẽ ủng hộ cho cái chẩn đoán rất là tốt. Nhưng mà nếu mình khai thác không có đi ha, thì mình cũng phải, nếu mình nghi ngờ cái này có bệnh lý tụy mạn thì mình phải chú ý xem những cái xét nghiệm hình ảnh học ha. Rồi chuyện thứ hai là mình hỏi bệnh nhân coi là trước nay có những cái tiền sử về bệnh lý sỏi mật hay không ha. Ví dụ như là người bệnh có tiền sử bệnh lý sỏi túi mật nè ha, hoặc là sỏi đường mật gì trước đây hay không. Cô nói tụi em nghe rõ không ha tụi em? Dạ rõ cô. Rồi rồi ok. Cô cứ phải hỏi hoài, cô thấy cái mảng hay chập chờn. À, có tiền sử bệnh lý sỏi mật gì trước đây hay không ha. À, sỏi đường mật nè, sỏi túi mật, nói chung là có tiền sử bệnh lý sỏi mật gì hay không để gợi ý cái nguyên nhân cho mình. Và cái thứ ba nữa là về cái bệnh lý rối loạn lipid máu ha, rối loạn lipid máu thì như em biết vậy đó, là trong số những cái nguyên nhân mà gây viêm tụy cấp á, thì cái nguyên nhân mà do tăng triglyceride nó đã trở thành cái nguyên nhân thường gặp thứ ba sau sỏi mật và bia rượu rồi ha. Cho nên là trong cái phần mà tiền sử về bệnh lý á, mình sẽ chú ý khai thác coi à bệnh nhân này trước nay á, có từng được chẩn đoán là rối loạn lipid máu hay không ha, hoặc là bệnh nhân có vô tình đi xét nghiệm có tăng mỡ máu đó ha. Còn nếu mà có thì mình cũng ghi nhận vào trong cái tiền sử để đôi khi nó sẽ trở thành một cái chứng cứ ha, ủng hộ cho một cái chẩn đoán lâm sàng của mình. Và về cái chế độ sinh hoạt thì tất nhiên phải hỏi coi là người bệnh này có nghiện rượu không, nghĩa là có sử dụng rượu thường xuyên hay không ha, để mình có thể chẩn đoán là bệnh lý tụy liên quan đến rượu. Về gia đình thì mình hỏi thăm những cái bệnh có thể có liên quan ha, ví dụ như là có tiền sử gia đình về bệnh lý rối loạn lipid máu ha, hoặc là có tiền sử gia đình là bị sỏi mật, có số trường hợp có cũng thể gợi ý cho mình nữa. Nhưng mà quan trọng nhất á, là cái tiền sử về bản thân của bệnh nhân nha. Tiền sử bản thân của bệnh nhân. Rồi, sau khi mà mình hỏi thăm về tiền sử rồi thì tất nhiên là sẽ tới phần thăm khám lâm sàng ha. Thì thăm khám lâm sàng á, mình sẽ nhắc lại những cái điểm chính mà khi mà bạn cần khám trên một cái bệnh nhân viêm tụy cấp thôi. Đầu tiên của phần khám lâm sàng luôn luôn là phần tổng trạng. Và ngay chỗ này cũng nhắc bạn nhớ rằng là hầu tất cả các bệnh trên lâm sàng, trước khi mà bạn khám chi tiết về cơ quan thì bạn phải có cái bước là chú ý tổng trạng. Thì mình thấy là khi mà đi ở trên bệnh viện á, thấy tụi em hay quên cái phần mà tổng trạng này lắm. Thường tụi em cứ nghe bệnh nhân đau bụng vô là tụi em tập trung vô khám vùng bụng không à. Hay nhưng mà trước khi em khám, thăm khám bất kỳ một cái cơ quan nào thì em nhớ chú ý là mình phải điểm qua phần tổng trạng của bệnh nhân trước. Và đối với bệnh cảnh viêm tụy cấp á, thì khám tổng trạng rất là quan trọng, bởi vì trong đó nó có cái phần là dấu hiệu sinh tồn nha. Dấu hiệu sinh tồn thì thường á, những bệnh nhân viêm tụy cấp các bạn có khoảng 60% bệnh nhân sẽ có triệu chứng sốt nha, nhưng mà phần lớn là chỉ sốt nhẹ thôi. Sốt nhẹ do là phóng thích mấy cái chất trung gian viêm do tụy nó bị viêm á. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân có sốt cao ha, thường là từ 39 độ trở lên á, thì em phải tìm những cái bằng xin lỗi tìm những cái nguồn nhiễm trùng
ví dụ xem coi là bệnh nhân có thể là bị viêm đường mật hoặc nhiễm trùng đường mật, đặc biệt là những cái trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý sỏi mật, bệnh lý sỏi mật kèm theo á, hoặc là những cái trường hợp mà có thể là có hoại tử nhiễm trùng tụy, hoặc là bệnh nhân có những cái ổ nhiễm trùng khác trên nền bệnh cảnh viêm tụy cấp. Còn nếu mà sốt mà do viêm tụy gây ra, viêm tụy ta gọi là viêm tụy mà không có biến chứng thì thường bệnh nhân chỉ sốt nhẹ thôi à, mà thường chỉ sốt khoảng 1 đến 3 ngày đầu mà sốt nhẹ thôi ha. Rồi mình phải chú ý đến mạch với huyết áp nữa nha. Bởi vì viêm tụy cấp nó có thể làm cho bệnh nhân bị sốc á, ha, sốc. Cho nên là khi mình thăm khám bệnh nhân phải chú ý mạch với huyết áp. Nếu mà thấy mạch nhanh quá nè, huyết áp mạch trên 120 lần trên phút, hoặc huyết áp tâm thu dưới 90 miễn thủy ngân ha, những trường hợp đó là viêm tụy cấp nặng rồi ha. Hoặc là bệnh nhân có những triệu chứng khó thở ha, khó thở thì có thể là do tràn dịch màng phổi ha, do phản ứng viêm, thường tràn dịch màng phổi bên trái. Nhưng mà thường nếu tràn dịch màng phổi mà liên quan đến viêm tụy ít có gây khó thở, bởi vì lượng dịch nó ít thôi. Thường khó thở mà mình có thể quan sát thấy được, ví dụ như bệnh nhân thở nhanh nè, SpO2 tụt nè, là ở những cái ca viêm tụy cấp nặng bệnh nhân có những cái triệu chứng ARDS ha, đó những trường hợp đó em phải chú ý nha. Rồi sẵn đây thì nhắc lại cho em cái hội chứng đau viêm toàn thân, cái này thì chút xíu mình cũng sẽ có nhắc trong những cái phần sau ha. Thì hội chứng đáp ứng viêm toàn thân thì em đã biết rồi đó, thì cái này mình chỉ nhắc lại thôi ha. Thì mình sẽ chẩn đoán là bệnh nhân có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân khi bệnh nhân có từ 2 tiêu chuẩn trở lên ha, tiêu chuẩn về nhiệt độ nè, về nhịp tim nè, về nhịp thở ha, và về chỉ số bạch cầu. Thường thì trong phần khám lâm sàng mình chỉ có được ba cái yếu tố thôi, nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở ha. Còn bạch cầu thì cũng phải đợi tới khi nào có kết quả cận lâm sàng. Nhưng mà mình chỉ cần có 2 trên 4 tiêu chuẩn là mình có thể nghĩ là bệnh nhân có hội chứng đau viêm toàn thân rồi. Rồi có một số bệnh nhân viêm tụy cấp sẽ có triệu chứng vàng da. Thường thì khi mà bệnh nhân có vàng da là do bệnh nhân có cái bệnh, có cái nguyên nhân là do sỏi mật ha. Hoặc là một số trường hợp bệnh nhân viêm tụy bị phù nề cái đầu tụy, thường là viêm ngay vùng đầu tụy thì nó sẽ gây chèn ép vào cái chỗ mà ngã ba mật tụy. Nó gây tắc mật, bệnh nhân cũng có thể có vàng da ha, nhưng mà thường vàng da là một cái triệu chứng gợi ý bệnh nhân này có bệnh lý sỏi mật ha. Khám bụng thì thường là bệnh nhân sẽ có trong ngày đầu, trong 24 giờ phần lớn bệnh nhân là sẽ có đề kháng ha, đề kháng ở vùng thượng vị. Đôi khi bệnh nhân có giảm ha, giảm nhu động ruột nè. Còn những cái mảng bầm hông lưng ha, hoặc là mảng bầm quanh rốn thì rất là hiếm gặp nha em, hiếm lắm, tại vì đây chỉ gặp ở những cái trường hợp viêm tụy hoại tử xuất huyết thôi, mà cái thể đó thì nó hiếm gặp trên lâm sàng, cho nên là triệu chứng này trên lâm sàng mình cũng rất là hiếm gặp. Mà cũng may mắn là mình hiếm gặp, bởi vì khi mình gặp phần lớn những ca này sẽ rất là nặng ha, mình cũng không có mong muốn gặp triệu chứng này thường xuyên. Bệnh nhân có thể có điểm eruption dương tính. Nói chung á, là triệu chứng thực thể của những cái bệnh nhân viêm tụy cấp á, thường là không có nhiều như là bên bệnh nhân có những cái bệnh lý sơ gan nha. Thường là bệnh nhân chỉ nổi trội lên là triệu chứng là đau bụng thôi. Và có thể một số trường hợp bệnh nhân chỉ có điểm đau vùng thượng vị, khi ấn vùng thượng vị thì đau thôi ha. Hoặc là bệnh nhân có rõ như là có đề kháng ha, thường là trong ngày đầu thôi, còn nếu em khám những ngày sau á, bệnh nhân giảm đau bụng thì bụng cũng mềm rồi. Chủ yếu là em phải hỏi kỹ về cái bệnh sử và cái tiền sử đó. Còn phần thăm khám á, là gợi ý chẩn đoán, với thứ hai nữa là chú ý đến những cái chẩn đoán phân biệt. Nếu mà em nghi ngờ là bệnh nhân này có khả năng là có bệnh lý bụng ngoại khoa, bởi vì bản chất của viêm tụy cấp là biểu hiện là một cơn đau bụng cấp, cho nên là mình cần phải phân biệt với những cái bệnh lý bụng ngoại khoa, bởi vì triệu chứng của nó hầu như rất là giống, cho nên là mình phải phân biệt. Thì phân biệt bằng cách là mình hỏi kỹ bệnh sử, tiền sử, rồi khi mình thăm khám mình chú ý đến những cái bệnh lý bụng ngoại khoa nếu mà mình có nghi ngờ bệnh lý nào đó ha. Rồi chẩn đoán lâm sàng. Chẩn đoán lâm sàng thì mình sẽ có phần chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt. Thì đối với chẩn đoán sơ bộ thì rõ ràng nhất là em sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân này có đúng là viêm tụy cấp hay không. Và thứ hai là nguyên nhân gây viêm tụy cấp là gì.
nếu có thể chẩn đoán được mức độ ha, nếu nếu mà em có cơ sở để chẩn đoán mức độ, ví dụ như là trên lâm sàng em khám được bệnh nhân có những cái triệu chứng của suy tạng ha, thì em có thể đánh giá bệnh nhân này viêm tụy cấp nặng. Nhưng mà bởi vì lâm sàng á, những cái yếu tố đôi khi nó không đầy đủ, cho nên nhiều lúc em chẩn đoán mức độ chỗ này á, nó sẽ không có gọi là không giúp em biện luận rõ ràng được. Cho nên rõ nhất á, là em chẳng phải chẩn đoán được là bệnh nhân này có viêm tụy cấp hay không, nguyên nhân là gì ha. Nếu em có những bằng chứng về những cái vấn đề khác thì em có thể ghi thêm vào ha. Còn nếu không có thì em đợi tới chẩn đoán xác định em bổ sung vào vẫn được ha. Chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý bụng ngoại khoa, có thể là bệnh lý mạch vành cấp. Nhưng mà chỗ này có một cái điểm là chú ý là em phải chẩn đoán phân biệt dựa vào các bằng chứng lâm sàng mà em khai thác được nha, chứ không phải là em liệt kê ra một loạt các chẩn đoán phân biệt. Mà nhiều khúc mình xem lại mình thấy có một số chẩn đoán phân biệt thật ra là không có cơ sở nào để mà nghĩ được trên người bệnh hết, thì đó không phải gọi là chẩn đoán phân biệt. Rồi kế tiếp là cái phần biện luận lâm sàng. Thì như các em đã biết rồi đó, cái phần biện luận lâm sàng này nè, đây là một cái phần mà nó sẽ giúp cho cái người mà đọc bệnh án hoặc là chấm bệnh án của tụi em hiểu là tại sao tụi em đưa ra những cái chẩn đoán như vậy. Cho nên phần này nó sẽ mang tính chất là cá nhân hóa rất là lớn ha, nghĩa là nó sẽ tùy thuộc vào trình độ của từng bạn sinh viên. Thì ngay chỗ này á, thì tất nhiên khi mà nó cá nhân hóa thì cái điểm số nó sẽ khá lớn, bởi vì nó sẽ đánh giá cái trình độ mà. Thì ngay chỗ này á, em mấy bạn phải chú ý vậy nè, nghĩa là nhiều lúc mình chấm bệnh án á, mình thấy mấy bạn ghi rất là dài luôn, nhưng mà giống như là ghi tập làm văn hồi xưa vậy đó, nghĩa là ghi vòng vòng nha, ghi vòng vòng, ghi lặp tới lặp lui, lúc có một ý à, nó cứ lặp tới lặp lui. Rồi một số bạn thì ghi quá ngắn luôn, lúc diễn giải ra gì mà ngắn quá thì mình đọc vô mình cũng không hiểu ha, không hiểu thì lại không cho điểm được. Một số bạn thì ghi dài dòng quá, mình đọc mất thời gian, cuối cùng mình chốt lại ý nghĩa cũng không có gì khác biệt. Nhiều lúc có một câu mà nó cứ phân tới phân lui hoài luôn vậy đó ha. Thì cái phần biện luận này nè, em sẽ tách bạch ra có hai phần biện luận, là biện luận cái chẩn đoán sơ bộ là phần biện luận quan trọng nhất, bởi vì mình phải đưa ra những cái chứng cứ để mà có thể ủng hộ ha, ủng hộ cho cái chẩn đoán của mình mà. Và phần biện luận thứ hai là mình sẽ biện luận cái chẩn đoán phân biệt. Thì khi mà em biện luận cái phần chẩn đoán sơ bộ, em chú ý coi là mình đang đưa ra những cái chẩn đoán nào thì mình sẽ biện luận hết cái chẩn đoán đó. Ví dụ như là khi em chẩn đoán bệnh nhân viêm tụy cấp đi ha, thì khi biện luận em sẽ đưa ra ví dụ, bệnh nhân này tôi khai thác trên bệnh nhân có cơn đau bụng, có những cái thuộc tính mà tôi nghĩ là đau bụng kiểu tụy, em liệt kê ra. Rồi sau đó em nói trong cái tiền sử bệnh nhân này có viêm tụy trước đây nè, hoặc là bệnh nhân có những cái cơn đau bụng tương tự trước đây đã từng được chẩn đoán viêm tụy gì đó ha, nó sẽ ủng hộ cho cái chẩn đoán. Và ngay cái chỗ này nhớ rằng nha, tiền sử luôn luôn là phần ủng hộ cho bệnh sử, nếu mà bệnh sử phù hợp tiền sử nha. Em không nên dùng tiền sử để mà chẩn đoán trong đợt này. Ví dụ em nói là bệnh nhân này bởi vì có tiền sử viêm tụy cấp cho nên là đợt này em nghĩ là chắc chắn bệnh nhân bị viêm tụy cấp, không phải. Nghĩa là nếu mà em thấy là trong bệnh sử bệnh nhân này có cơn đau bụng kiểu tụy rồi, nếu có thêm tiền sử là có viêm tụy cấp trước đây thì nó sẽ ủng hộ rất là mạnh cho cái chẩn đoán của mình nha. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đau bụng đợt này á, em khai thác em thấy các thuộc tính của cơn đau bụng sao thấy có vẻ không thuộc về kiểu tụy. Dù bệnh nhân này có tiền sử viêm tụy trước đây mà em cứ ép buộc, em nói dù cơn đau bụng này không phải kiểu tụy cô ơi, nhưng mà do bệnh nhân có tiền sử viêm tụy em vẫn chẩn đoán, là cái chứng cứ em đưa ra sẽ không thuyết phục nha. Nhớ rằng tiền sử là dùng để ủng hộ cho bệnh sử khi nó phù hợp bệnh sử. Còn nếu tiền sử không phù hợp bệnh sử thì mình sẽ để đó để mình gợi ý thêm thôi, chứ mình đừng có lấy tiền sử để mà mình khẳng định cái chẩn đoán của mình ha, thì người ta sẽ không bao giờ tin mình. Người ta chỉ tin vào những cái triệu chứng hiện có của người bệnh thôi, và triệu chứng hiện có chính là thể hiện qua phần bệnh sử ha. Khám lâm sàng ha, có các dấu hiệu đặc trưng như hồi nãy đã mô tả với em đó.
Rồi kế tiếp mình sẽ biện luận nguyên nhân. Ví dụ em nói là ca này em nghĩ là nguyên nhân viêm tụy là do rượu nè, do sỏi mật nè, do tăng triglycerid nè, bởi vì những lý do sau đây. Ví dụ như là thứ nhất, em khám được cái gì ha, em hỏi được cái gì, và em trong cái tiền sử bệnh nhân có những cái yếu tố ủng hộ nào thì em sẽ liệt kê ra. Em chỉ ghi ngắn gọn vậy thôi ha. Phương châm của mình là rõ ràng và ngắn gọn, chứ đừng có là ngắn quá hoặc là dài dòng quá. Đây là những cái phần khoa học mà đâu có phải là tả cảnh gì đâu mà mình viết dài dòng để làm gì ha. Và sau khi mình rồi cái form như vậy đó, ví dụ em trong cái phần chẩn đoán sơ bộ của em có chẩn đoán ba bệnh thì em cũng nên phải biện luận đủ ba bệnh nha. Có một số bệnh lý á, là em sẽ chẩn đoán dựa vào tiền sử, ví dụ như là bệnh nhân có tăng huyết áp, có đái tháo đường gì đó ha, thì em cũng ghi vài câu vô để cho nó rõ ràng. Chứ nhiều lúc á, là em làm bệnh án, ví dụ em làm bệnh án tiêu hóa đi, cái em chỉ còn nhớ đến bệnh tiêu hóa thôi à, những cái bệnh lý kèm theo em bỏ hết. Mà khi người ta chấm bệnh án cho em á, người ta sẽ dựa vô việc là em chẩn đoán bao nhiêu bệnh và em có biện luận đủ hay không, chứ không phải là người ta chấm bệnh án chuyên khoa tiêu hóa đâu, ví dụ vậy. Hoặc là em đi tim mạch, em chỉ chẩn đoán bệnh tim mạch thôi, dù bệnh nhân có bệnh lý ở hệ cơ quan khác em cũng không thèm ngó tới. Cái đó là tâm lý chung của mấy bạn khi mà mấy bạn làm bệnh án lâm sàng rồi vậy đó. Giống như là mấy bạn nghiêng về một cái phần chuyên khoa, mà cái này á, nó sẽ gọi là nguy hiểm. Bởi vì khi mà em đi thi á, thường là em sẽ thi một cái học phần nội bệnh lý chẳng hạn đi, thì trong đó sẽ có rất là nhiều chuyên khoa trong đó, đúng không? Thì nhiều lúc bệnh nhân có những cái bệnh lý phối hợp mà em cứ tập chăm chăm vô, ví dụ em bốc thăm ở bệnh nhân ở trại tiêu hóa thì em chỉ nhớ cho chỉ có bệnh tiêu hóa thôi, dù ông đó bà đó có bệnh lý tim mạch gì đó thì em cũng ghi ngoạc ngoạc vài dòng rồi em bỏ qua mất tiêu luôn. Thì lúc đó người ta khi người ta chấm bệnh án tổng hợp, ta nói cái bạn này bạn chẩn đoán ba bệnh như đó, bạn biện luận, bạn chỉ biện luận mỗi cái bệnh lý tiêu hóa thôi, ví dụ vậy, thì phải trừ điểm chứ sao ha. Dù biết rằng là tụi em biết đó, nhưng mà nhiều lúc tụi em quên mất hoặc là tụi em không chú ý, cho nên phải chú ý phần đó nha. Rồi kế tiếp là chẩn đoán phân biệt. Biện luận chẩn đoán phân biệt các bạn nó cũng rất là quan trọng á, nó cũng có điểm cũng lớn á, cho nên phải chú ý. Thì thường á, mấy bạn làm chẩn đoán phân biệt á, mình đọc mấy cái biện luận các bạn hay gì nè, ví dụ như một cái trường hợp viêm tụy cấp chẳng hạn đi, bạn ghi nè, ca này á, em nghĩ nhiều là bệnh nhân bị viêm tụy cấp do rượu, nhưng mà em cũng nghĩ đến là bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng triglycerid, nhưng mà em ít nghĩ hơn so với do rượu, nên em cần cận lâm sàng chẩn đoán phân biệt. Thật ra mới đọc lướt qua thì cái câu đó không sai, nhưng mà có những cái điểm là tôi không hiểu. Là thứ nhất, tại sao mà em có nghĩ đến là bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng triglycerid, ví dụ vậy. Ví dụ như ở trên em đã biện luận là viêm tụy cấp do rượu rồi, ở dưới em cũng phải cho người ta biết coi là tại sao ca này tôi có nghĩ đến là do tăng triglycerid. Ví dụ như em nói bệnh nhân này em thấy rằng thể trạng béo phì nè ha, hoặc là trong tiền sử gia đình bệnh nhân này có rối loạn lipid máu nè, em cũng có nghĩ đến là bệnh nhân này có thể viêm tụy cấp do tăng triglycerid, nghe cũng được đúng không. Và kế tiếp em phải nói cho người ta biết là sao em ít nghĩ hơn so với rượu chứ. Ít nghĩ, ví dụ em nói là ca này á, là em có nghĩ đến nguyên nhân đó, nhưng mà dựa vào những cái chứng cứ trên lâm sàng em thu thập được trên bệnh nhân á, em cho rằng á, là cái viêm tụy cấp do rượu nó nổi bật hơn, nó trực tiếp hơn, nên em ít nghĩ. Nhưng mà hỏi là em có loại trừ hoàn toàn không, thì em không loại trừ, và em trong phần đề nghị cận lâm sàng em sẽ đề nghị cận lâm sàng để loại trừ cái chẩn đoán này. Thì ít nhất em cũng phải ghi vài cái chỗ mà diễn giải vậy mới cho điểm được chứ. Em cứ ghi chung chung, cái nào cũng chung chung hết trơn á, thì nó lại mất điểm ha. Đó, thì cái đó là những cái phần mà nói về cái phần kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm làm bệnh án thôi, chia sẻ với mấy bạn thì mấy bạn xem coi là có áp dụng được hay không ha. Và cái phần gọi là tiêu chí của biện luận lâm sàng là ngắn gọn và đầy đủ ý ha. Rồi kế tiếp đó chính là phần đề nghị cận lâm sàng. Phần này á, thì trong cái ba rem bệnh án á, điểm số không có cao, nhưng mà đề nghị cận lâm sàng này, đầu tiên mình phải khẳng định với mấy bạn là mấy bạn phải tập thói quen đề nghị đủ cận lâm sàng cần thiết. Đủ nghĩa là không thừa và không thiếu nha. Là mấy bạn hay có thói quen là viết cận lâm sàng tràn lan,
viết rất là nhiều. Nhiều lúc thứ nhất á, là khi em viết nhiều thì khi mà em đang là sinh viên đi thi thì nó sẽ thiệt thòi chỗ là em bị mất thời gian, đúng không? Còn khi mà sau này em ra mà em thực hành, em làm bác sĩ thật á, thì em đề nghị nhiều quá, bệnh nhân người ta trả tiền tội nghiệp người ta, mà những cận lâm sàng đó lại thật sự không có cần thiết nữa ha. Cho nên mình sẽ tập cái thói quen là mình sẽ đề nghị cận lâm sàng cần thiết cho từng cái bệnh lý ha, cho từng cái bệnh lý. Thì thường á là cái nhóm mà cận lâm sàng luôn luôn cần là nhóm cận lâm sàng mà có thể giúp cho mình chẩn đoán, xác định được cái chẩn đoán sơ bộ mà mình đưa ra ha. Ví dụ như là đối với bệnh lý viêm tụy cấp đi, thì để mà chẩn đoán xác định viêm tụy cấp thì mình cần những cận lâm sàng nào? Thứ nhất tất nhiên là men tụy ha, đầu tai, amila máu, liba máu ha, những xét nghiệm hình ảnh học, siêu âm bụng, đầu tai, hầu như ca nào cũng đề nghị siêu âm hết, chụp các lớp vi tính bụng giới hạn, chỉ một số ca mình thấy là cần thiết phải chụp thì mình hãy chụp thôi, hay chụp MRI lại càng giới hạn nữa. Nói chung là CT và MRI chỉ chụp ở một số ca cần thiết, thì những ca cần thiết chút xíu mình sẽ thảo luận với nhau sau ha. Hoặc là các dấu ấn viêm ha, ví dụ như CRP nè, bạch cầu ha, bạch cầu thì thông qua cái xét nghiệm công thức máu ha. HCT cũng vậy, HCT thì đề nghị công thức máu là thấy rồi. Rồi, đó là nhóm cận lâm sàng giúp em chẩn đoán sơ bộ là viêm tụy cấp nha. Còn thí dụ như em có chẩn đoán phân biệt viêm tụy cấp với những bệnh lý nào khác thì em phải đề nghị thêm cận lâm sàng để em có thể loại trừ những chẩn đoán phân biệt. Hồi nãy tôi đã nói với bạn đó là chẩn đoán phân biệt là bạn phải dựa trên bệnh cảnh thật của bệnh nhân. Có nghĩa là em sẽ dựa vào những cái chứng cứ trên bệnh nhân để em có thể đưa ra những cái chẩn đoán phân biệt phù hợp. Thì ví dụ như thường á, những cái chẩn đoán phân biệt mà mình thường hay chẩn đoán với viêm tụy cấp, ví dụ như thủng tạng rỗng ha, thủng tạng rỗng. Thì nếu mà em cần phân biệt với thủng tạng rỗng thì em làm gì? Hồi xưa thì người ta thường á, là người ta sẽ cho bệnh nhân chụp cái X-quang bụng đứng không chuẩn bị nha. Nhưng mà bây giờ nè, thời điểm hiện tại nè, khi mà cận lâm sàng phát triển mạnh, thường nếu mà trên lâm sàng người ta đang phân biệt với một cái bệnh lý bụng ngoại khoa, thường người ta sẽ cho bệnh nhân đi chụp CT bụng ha, chụp CT bụng sớm luôn để người ta loại trừ những bệnh lý bụng ngoại khoa ha, tắc ruột cũng vậy luôn. Còn nếu mà em có chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim cấp tuần hoàn đi, ví dụ như là em thấy bệnh nhân này lớn tuổi nè ha, có những cái yếu tố nguy cơ tim mạch ha, ví dụ như béo phì, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp gì đó, thì em nghi là bệnh nhân này có thể có một cái bệnh lý mạch vành cấp, thì em sẽ đề nghị gì, điện tâm đồ, men tim ha, troponin T, troponin Y gì đó ha. Thì đó là những cái cận lâm sàng mà người ta gọi là cần thiết. Thì sau khi mà em đã đề nghị những cận lâm sàng cần thiết rồi, em muốn đề nghị thêm một số cận lâm sàng nào đó hỗ trợ cho cái điều trị của em thì em sẽ ghi thêm vào ở dưới, nhưng mà nhất định là em phải đề nghị cho đủ cận lâm sàng cần thiết, để khi người ta có chấm điểm thì người ta cũng sẽ chấm cái phần mà gọi là những cái cận lâm sàng cần thiết. Nếu mà em thiếu người ta sẽ trừ điểm, còn những cận lâm sàng em ghi thêm mà có dư ra thì đôi khi người ta cũng không có cho thêm điểm mình đâu, cho nên mình chú ý là mình sẽ ghi những cận lâm sàng cần thiết thôi nha. Thật ra ban đầu mình cũng không có định nhắc lại những cái kiến thức lý thuyết này đâu, nhưng mà mình thấy rằng là khi mà mình nhắc lại những kiến thức lý thuyết rồi sau đó mình ứng dụng trong những cái sửa bệnh án cho mấy bạn thì mình sẽ nhớ nhiều hơn ha, thì mình trải qua cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Cho nên là chính vì lý do đó mình mới soạn một cái form là mình sẽ nhắc lại những cái kiến thức mà mình cho rằng là mấy bạn cần phải nhớ khi mà học một cái bệnh án viêm tụy cấp. Cho nên là nó cũng sẽ hơi có mất thời gian xíu nha, nhưng mà mình sẽ điểm qua. Thì tiếp tục sau cái đề nghị cận lâm sàng thì mình sẽ cùng phân tích những cái giá trị của cận lâm sàng. Thì sau khi em đề nghị thì phải biết giá trị, bởi vì biết giá trị thì mình mới phân tích kết quả được, đúng không? Những cái phần này đều có trong lý thuyết hết nhưng mà mình thì tâm lý chung của mấy bạn á, thường là mấy bạn cũng đợi tới gần thi mới đọc lý thuyết thôi, chứ bình thường cũng đọc cũng có nhưng mà ít, phải không? Cho nên là phải nhắc lại mới được, kiến thức là phải nhắc tới nhắc lui mới nhớ ha, tại vì cái trí nhớ của mình có giới hạn mà.
Ví dụ như mình học mà mình có quên á, tụi em thấy bình thường thôi, không có gì hết trơn á. Chủ yếu là mình đọc tới đọc lui để cố gắng nhớ những điểm quan trọng thôi, chứ ai mà không quên ha. Nhưng mà đi thi đừng có quên nha. Đi thi mà quên xong rồi mấy bạn hay có thói quen, trời cô ơi em học bài rồi mà lên thi em rung quá, em quên mất tiêu quá trơn. Thì quên thì không cho điểm chứ sao giờ, không lẽ nói tội nghiệp em quá em quên, em nhớ, anh xin lỗi em rung quá em quên thì không được ha, ráng nhớ. Rồi xét nghiệm đầu tai hay đề nghị như hồi nãy đã nói, ở những ca viêm khi mà em nghi viêm tụy cấp lâm sàng á thì là xét nghiệm amila, đúng không, amila máu. Thì chuyện đầu tiên á thì mình sẽ nhắc lại một số cái lý thuyết về amila. Thì thường là amila sẽ tăng trong vòng vài giờ sau khi khởi phát đau bụng ha, và nó sẽ trở về bình thường sau 3 đến 5 ngày. Và amila máu thì chỉ có giá trị chẩn đoán thôi nha, giá trị chẩn đoán thôi, không có giá trị tiên lượng nha em. Nghĩa là amila chỉ giúp mình chẩn đoán được bệnh nhân có bị viêm tụy cấp hay không thôi, chứ không có tiên lượng là viêm tụy cấp này nhẹ hay là nặng gì hết ha. Và có một cái chuyện thứ hai nữa mình phải nhớ là amila máu không phải là tiêu chuẩn vàng của chẩn đoán viêm tụy cấp. Nghĩa là nếu mà amila máu dương, phải xin lỗi, amila máu tăng thì tăng trên 3 lần ngưỡng trên giá trị bình thường thì mình chẩn đoán xác định. Nhưng nếu amila máu không đạt được ngưỡng đó là mình không có loại trừ chẩn đoán viêm tụy cấp. Vậy thì nếu mà không là tiêu chuẩn vàng thì tụi em chú ý giùm cô có hai cái câu hỏi mà mình thường sẽ hỏi thi mấy bạn thôi. Nghĩa là các trường hợp nào mà bệnh nhân có viêm tụy cấp nhưng mà chỉ số amila máu lại không tăng. Cái này đều có trong những cái giáo trình hết trơn à, tụi em chịu khó tìm hiểu thôi ha. Rồi, có một câu hỏi ngược lại nữa là các nguyên nhân nào gây tăng amila máu mà không phải viêm tụy cấp? Cũng có luôn, nó có một cái list rất là dài luôn ha. Phần lớn là những cái bệnh lý bệnh lý ngoại khoa vùng bụng á ha. Đó. Rồi, bên cạnh amila máu thì mình sẽ còn cái amila niệu, đúng không? Amila niệu thì amila niệu thường sẽ tăng muộn hơn. Thì giá trị amila máu và amila niệu là ngang nhau, nhưng mà amila niệu lại tăng muộn nên thường người ta cũng không có sử dụng thường cái lâm sàng nữa. Nó chỉ là việc là amila máu nó thải qua thận thôi ha. Và thường á, chỉ có cái giá trị phân biệt với những cái trường hợp mà microamila, nghĩa là amila nó kết hợp với những cái lobulin ở trong máu á, nó sẽ tạo thành cái dạng là microamila, và cái dạng này kích thước nó to, nó sẽ không có thải được qua thận. Cho nên những trường hợp bệnh nhân tăng amila máu mà mình thử amila niệu lại không tăng thì mình sẽ có thể nghĩ đến bệnh cảnh này ha. Rồi, lipa thì tăng sớm, thường là tăng song song với amila luôn, nhưng mà có một cái lợi điểm là nó sẽ trở về bình thường muộn hơn amila, thường tới 7 đến 14 ngày ha, mới trở về bình thường. Độ nhạy và độ đặc hiệu thì cao hơn amila, nhưng mà nó vẫn tăng trong một số bệnh ngoại khoa và suy thận ha. Nhưng mà thường những trường hợp đó thường là sẽ tăng dưới 3 lần nha. Có tăng nhưng mà nó không có tăng gấp 3 lần ngưỡng trên giá trị bình thường nha. Và nói chung thì độ nhạy và độ đặc hiệu vẫn cao hơn. Thì lý tưởng nhất trên lâm sàng là mình sẽ làm một cặp ha, cặp men tụy. Rồi, một cái cận lâm sàng kế tiếp nữa mà gọi là đầu tai trong chẩn đoán viêm tụy cấp là gì? Đó chính là siêu âm ổ bụng. Thì siêu âm ổ bụng có thể giúp đánh giá được cái gì liên quan đến bệnh lý viêm tụy cấp. Thứ nhất, các tổn thương tụy ha, các tổn thương tụy ví dụ như là siêu âm có thể giúp cho mình đánh giá coi là tụy có phù nề hay không, có tăng kích thước hay không, có những cái ổ tụ dịch ở tụy hoặc là những cái ổ hoại tử không ha, có nang giả tụy không. Nang giả tụy thường hay gặp ở những cái bệnh nhân mà viêm tụy gọi là viêm tụy cấp nhiều lần, viêm tụy mạn, hoặc là bệnh nhân trước đó có một cái đợt viêm tụy cấp gần đó, tại nang giả tụy nó là một cái biến chứng muộn ha. Hoặc là bệnh nhân có bệnh lý đường mật đi kèm, ví dụ như là có sỏi đường mật hay sỏi túi mật gì không, hay là siêu âm có thể cung cấp những cái thông tin đó cho mình. Nhưng mà siêu âm có một cái
có một cái gọi là yếu điểm là thường là khó khảo sát trong 24 giờ đầu á, do cái tình trạng trướng hơi trong các quay ruột á. Vậy thì nếu mà trên lâm sàng em chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp nhưng mà siêu âm người ta chưa có phát hiện tổn thương ở tụy ha, hoặc là người ta trả kết quả về cho em là chưa khảo sát được tụy, thì nhớ là mình không có được loại trừ viêm tụy cấp nha, không loại trừ luôn ha, không loại trừ viêm tụy cấp. Lúc đó mình sẽ làm gì tiếp theo theo em? Nếu mà bệnh nhân siêu âm trả về kết quả không như mình mong muốn thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Đâu lớp trưởng coi, lớp trưởng của lớp IR đi. Đâu mất tiêu hết rồi. Dạ, biết rồi. Rồi, bây giờ nếu mà bệnh nhân viêm tụy cấp á, em đã chẩn đoán lâm sàng em nghi viêm tụy cấp rồi, nhưng mà kết quả siêu âm lại trả về cho em là không thấy tổn thương ở tụy ha, hoặc là không khảo sát được tụy, thì em sẽ làm gì tiếp theo? Em tên gì? Dạ em tên Thường cô. Rồi rồi Thường. Cường. Dạ, dạ thường cô. Thường rồi. Theo Thường thì mình sẽ đề xuất cái giải pháp nào tiếp theo để mà mình có thể chẩn đoán. Bởi vì cô đã nói là nếu siêu âm như vậy thì mình không có loại trừ chẩn đoán được rồi, thì mình sẽ làm thêm gì tiếp theo? Dạ, chắc CT scan cô. Làm thêm CT hả? Nếu mà bây giờ ngay cái cơ sở của em không có CT thì sao? Bởi vì CT á, là thường sẽ có ở những cái tuyến cao xíu. Còn nếu mà tuyến thấp á, thường mình chỉ có siêu âm thôi à, thì em có giải pháp gì không, hay làm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để người ta CT hay là như thế nào? Đầu em đưa ra những cái suy nghĩ thôi, đó là nó phù hợp với thực tế mà. Có bạn nào có giải pháp khác không tụi em? Mình đi lâm sàng trường hợp này mình gặp thường lắm, siêu âm đâu phải lúc nào cũng thấy tổn thương ở tụy đâu. Nhưng mà tại vì tụi em đang đi thực hành ở những cái bệnh viện lớn, ở thành phố lớn, cho nên CT lúc nào cũng sẵn có, cứ siêu âm không thấy cho bệnh nhân đi chụp CT thôi. Nhưng mà nếu mà lỡ sau này mình về chỗ mình làm á, không có CT rồi làm sao? Rồi không ai trả lời tôi hết trơn là tôi đi hỏi thi nghe. Không ai trả lời tôi hết trơn là tôi để dành đó để tôi hỏi thi nha. Tôi nói tiếp. Vậy mình cho chụp X quang phải không cô? Chụp X quang hả? Chụp X quang để làm gì? X quang có giá trị trong viêm tụy cấp không em? Nó còn tệ hơn siêu âm nữa. Tệ hơn nữa, X quang á thường là chỉ dùng để loại trừ những cái bệnh lý bụng ngoại khoa như là thủng tạng hoặc tắc ruột thôi. Còn giá trị trong viêm tụy cấp thấp lắm luôn. Mình làm đo mấy cái amylase lipase triglycerides không? Rồi lỡ mà cái trường hợp mà bệnh nhân mà rơi vào trường hợp men tụy tăng rồi sao? Tất nhiên là men tụy em vẫn phải làm chứ. Men tụy vẫn phải làm. Nhưng mà sẵn đây á, cũng nói với mấy bạn luôn vậy nè, nghĩa là như tôi đã nói trước đó vậy đó, cái độ đặc hiệu của men tụy á, thấp lắm, và có một vấn đề là nó sẽ tăng trong rất là nhiều bệnh lý tại ổ bụng, cho nên á, là hình ảnh học vẫn đóng một cái vai trò rất rất là quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý tụy. Tại vì nếu mà em không có bằng chứng về hình ảnh học á, có một số trường hợp em sẽ bị chẩn đoán nhầm. Cái này là một cái thực tế lâm sàng luôn là có một cái ca bệnh, bệnh nhân vào viện vì đau thượng vị. Đây là một bệnh nhân nữ nha, và cơn đau này rất là phù hợp với đau kiểu tụy. Bệnh nhân đau cũng đột ngột, đau khởi phát nhanh và cơn đau dữ dội luôn. Thì khi mà mình thử amila máu tăng 1000 luôn em, nghĩa là lên tới khoảng 800-900 đơn vị trên lít, thì đủ tiêu chuẩn chẩn đoán rồi. Nhưng mà
có một cái vấn đề là khi mình nhìn vô cái kết quả siêu âm của cái người này rất lạ luôn, là kết quả siêu âm lại trả về cho mình là nhu mô tụy đồng nhất, nghĩa là không thấy tổn thương ở nhu mô tụy, đặc biệt vậy đó. Vậy thì lúc đó mình mới đặt ra một cái câu hỏi là thà cái kết quả trả về là không khảo sát được tụy đi, thì em đỡ thể lăng tăng. Ví dụ như người ta nói ừ tôi không khảo sát được tụy do có trướng hơi, thì lúc đó em thấy ừ bệnh nhân này có đau kiểu tụy rồi, có tăng men tụy rồi, chẩn đoán được rồi. Đằng này họ lại trả về kết quả khẳng định cho mình là nhu mô tụy bình thường. Thì lúc đó mình mới đặt ra câu hỏi liền, sao kỳ vậy ta. Lúc đó cái ca đó mình, tại vì bệnh nhân nữ nữa, và lúc có một cái vấn đề hiện diện nữa là cái yếu tố nguyên nhân của bệnh nhân này không rõ ràng nữa. Tuy là nghĩ viêm tụy cấp rồi nhưng tìm nguyên nhân không rõ ràng, rượu bia thì không có rồi. Bệnh lý đường mật cũng không, trước giờ nhưng không có tiền sử bệnh lý đường mật. Siêu âm cũng thấy thì triglyceride thử không tăng, nó cũng không có đợt viêm tụy cấp nào trước đây hết trơn. Thì lúc đó mình mới nói thôi bây giờ cho bệnh nhân này đi chụp một cái phim CT scan đi. Cuối cùng ra lại là ra cái sỏi ống mật chủ ở đoạn cuối á. Ha. Cho nên nó làm nhắc ở chỗ này để nói rằng á, là cái giá trị của siêu âm á, trong viêm tụy cấp á, cũng rất là quan trọng á. Nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán và đôi khi nó sẽ gợi ý cho mình là nhiều khi bệnh nhân có những cái bệnh lý bụng ngoại khác mà mình bị nhầm á. Ha. Cho nên là kết quả siêu âm á, em phải chú ý. Thí dụ như mà em siêu âm lần 1 á, em chưa có phát hiện tổn thương ở tụy như em mong muốn, nhưng mà em không có loại trừ chẩn đoán, thì nếu mà chỗ của em không có CT á, thì em có thể lên cái phương án là em sẽ thăm khám lâm sàng. Nên là em sẽ thấy là tình trạng cái trướng hơi ở trong bụng giảm đi, hoặc là em đặt những cái sông dạ dày cho bệnh nhân á, em thấy là tình trạng trướng hơi giảm, bụng bệnh nhân mềm hơn xíu, thì em cho đi siêu âm lần 2. Ha, và khi cho xem lần 2 em sẽ ghi cái chú rất là rõ là chú ý khảo sát giùm tôi cái nhu mô tụy và cho tôi cái thông tin về việc là khảo sát ha, chứ không phải là mình lướt qua mình bỏ qua luôn, đó là vậy đó. Rồi mình sẽ rồi bây giờ mình sẽ tới một cái cận lâm sàng thứ ba. Cận lâm sàng thứ ba là CT ha. Thì hồi nãy đã nói lúc mà đề nghị lâm sàng luôn là cái chỉ định chụp CT không phải là áp dụng cho tất cả các trường hợp viêm tụy cấp. Thì sẽ áp dụng cho một số cái trường hợp sau thôi. Thứ nhất là gì? Là khi lâm sàng và xét nghiệm không có đủ chẩn đoán ha. Không đủ chẩn đoán. Xin lỗi, đợi chờ. Ha. Ví dụ như là như hồi nãy giờ mình bàn với nhau gì đó, men tụy không tăng, siêu âm thì không rõ ràng, vậy thì mình thấy là mình chưa có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán thì em có thể cho bệnh nhân đi chụp CT ha. Hoặc là có một số có trường hợp như hồi nãy cô mới vừa minh họa đó, là cái nguyên nhân không rõ, nghĩa là mình tìm không rõ ràng cái nguyên nhân. Em nhớ rằng là viêm tụy cấp nó luôn luôn có một cái nguyên nhân, hiếm có trường hợp nào viêm tụy cấp không có nguyên nhân lắm. Cho nên là nếu mà trên lâm sàng mà em tìm mà không có được cái nguyên nhân là em phải cố gắng tìm cho ra nha, bởi vì nhiều khi nó bị sót ha, bị sót. Cho nên những trường hợp mà siêu âm rồi men tụy nó đã đủ rồi, đủ để em chẩn đoán rồi, nhưng mà cái yếu tố nguyên nhân em tìm chưa thấy, em vẫn có thể được đề nghị chụp CT để tìm những cái yếu tố nguyên nhân. Và có một cái lý do mà trên lâm sàng người ta áp dụng rất là phổ biến đó, đó chính là để loại trừ bệnh lý bụng ngoại khoa ha, loại trừ bệnh lý bụng ngoại khoa. Ví dụ như là khi mình nghi ngờ là bệnh nhân có thủng tạng nè ha, thủng tạng rỗng hoặc là tắc ruột gì đó, thì mình nên cho bệnh nhân chụp CT sớm ha, để loại trừ bệnh lý bụng ngoại khoa. Xác định mức độ nặng các biến chứng tại tụy. CT có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái xác định biến chứng tại tụy nha. Những chứng tại tụy nó thấy rất là rõ ràng, thấy rõ hơn siêu âm rất nhiều ha. Cho nên là khi mình cần đánh giá mức độ nặng thì mình có thể đề nghị chụp CT. Và hướng dẫn can thiệp qua da ha. Ví dụ như một số trường hợp bệnh nhân có tụ những ổ dịch lớn ở tụy, hoặc là có những ổ áp xe, thì mình có thể đề nghị chụp CT ha, để mình định vị những cái ổ tổn thương đó.
Và người ta có một cái chú ý với mình đó là viêm tụy cấp hoại tử có thể xuất hiện 48 đến 72 giờ sau nhập viện. Cho nên đó, là nhiều lúc đó, là bệnh nhân vô viện với em đã với chẩn đoán rõ ràng rồi, nghĩa là men tụy đã tăng rồi, siêu âm thấy rồi. Nhưng mà nếu mà em quan sát thấy tình hình bệnh nhân mà sau 72 giờ có vẻ nó xấu đi, nghĩa là bệnh nhân đau bụng không có giảm, có xu hướng là tăng lên, ha, mình thăm khám trên lâm sàng tổng trạng chung của bệnh nhân không ổn, thì em vẫn có thể đề nghị chụp CT sau đó để mình xem coi là viêm tụy này nó có diễn biến theo cái xu hướng hoại tử hay không, ha, vẫn được. Và khi mà CT thì mình sẽ chú ý đến cái phân loại Banhaza. Banhaza chút xíu cô sẽ cân nhắc về cái Banhaza này một xíu, nhắc luôn. Banhaza, phân độ Banhaza trên CT. Thì khi mà em đi lâm sàng á, nhiều lúc á, em có thể đọc những cái kết quả CT của những cái bệnh nhân mà viêm tụy á. Thì em thấy tự nhiên ta kết luận là viêm tụy cấp Banhaza C, viêm tụy cấp Banhaza D vậy đó, thì không biết CD là gì đó, thì đây ha, thì người ta sẽ có một cái phân độ Banhaza trên CT, ví dụ như là có độ A, B, C, D, E, tương ứng với những hình ảnh ví dụ như là tụy phù nề, tụ dịch một ổ, hai ổ gì đó. Cái này cô không có bắt tụi em thuộc nha, tụi em chỉ thứ nhất là tụi em biết coi là Banhaza là gì. Khi mà người ta đọc Banhaza C, Banhaza D á, thì nó là gì. Nếu mà tụi em có thể lưu lại trong sách, xin lỗi, trong những cái cuốn notebook ha, hoặc là lưu trong điện thoại cũng được, chụp hình lưu trong điện thoại, cần thì mở ra xem ha, đó. Chứ đừng học thuộc mấy này nha, để tâm trí học thuộc mấy điều cơ bản khác, chứ mấy cái thang điểm á, đừng có học thuộc, học cũng không nhớ nổi, rồi học 50-50 lại nửa nhớ nửa quên, rồi đánh giá nhầm cũng vậy, cho nên là không cần học thuộc, chỉ cần lưu lại thôi nha. Rồi, và sau cái Banhaza người ta còn hay ghi cái chỉ số CTSI, hay còn gọi là chỉ số mức độ nặng của viêm tụy cấp trên CT, hay người ta gọi là CTSI. Thì CTSI nó sẽ bằng cái điểm Banhaza cộng với điểm hoại tử. Thì điểm hoại tử đây đó, không hoại tử thì không điểm, hoại tử dưới 30% thì 2, 4, 6 gì đó, thì mình cộng lại. Thì cái thường chỉ số CTSI này nó sẽ tiên lượng giúp mình cái tỷ lệ biến chứng với cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Thì thường nếu mà chỉ số CTSI mà dưới 2, nhưng trường hợp nó nhẹ, tại vì thứ nhất là bệnh nhân không có hoại tử, với thứ hai nữa là mức độ viêm phù nề nó cũng nhẹ nữa ha. Nhưng mà nếu mà chỉ số CTSI mà mình tính là từ 7 điểm trở lên nha, thì nó là nặng rồi ha, nặng đó. Nặng thì sẽ đi kèm với là tỷ lệ biến chứng nhiều và tỷ lệ tử vong cao đó ha. Mấy bạn có biết về cái Banhaza này trước đây không? Dạ không. Trong bài giảng có ghi không? Trong bài giảng lý thuyết có ghi không? Dạ có cô. Dạ có. Có thì sao nói không biết? Hả? Trước khi học thì không đọc lý thuyết gì đâu không? Bởi vì tôi nhắc lại lý thuyết là chính xác rồi đúng không? Không nhắc chắc mơ hồ luôn quá. Học buổi sáng xong chắc ngủ gục luôn. Nhắc lý thuyết vậy mấy bạn có thấy phiền không vậy? Tôi nghĩ là những cái phần dạ không có cô. Tôi nghĩ là nhắc lại những phần này á, để cho mấy bạn nhớ, mình củng cố kiến thức lại nha. Cho nên là mấy bạn chịu khó nghe đi. Tại vì những cái phần này á, khi mà đi lâm sàng á, mình thấy là mấy bạn nhiều lúc không có chú ý nè, hoặc là nhiều lúc cũng không có nắm nữa. Cho nên chịu khó soạn những cái phần này lại để nhắc lại cho mình. Thì cái Banhaza này là nó gắn liền với cái đọc kết quả CT trên các bệnh viện lâm sàng, cho nên là em cần phải biết ý nghĩa của Banhaza là gì, rồi người ta ghi những chỉ số đó thì khi mình đọc đó, mình nghĩ gì thôi ha, đó. Và nhắc đi nhắc lại là không cần thuộc lòng, chỉ cần nhớ, để cần thì lục lại xem lại thôi ha, chứ đừng có học thuộc mấy này nha. Có đi thi tôi cũng không có hỏi em là Banhaza sao đâu, nhưng mà tôi sẽ hỏi em
là à em biết ý nghĩa của Balthasar không, rồi điểm cắt á, những cái điểm cắt, điểm cắt là em phải nhớ nha, ví dụ như là chỉ số CTSD nhiêu điểm là nhẹ, bao nhiêu điểm là mình cần phải cân nhắc là cả khả năng là viêm tụy cấp nặng ha, thì mình biết những cái đó, những cái điểm cắt đó để khi mình đọc kết quả nói à chỉ số CTSI này vậy là thấy họ thấy bệnh nhân này có nguy cơ nặng rồi ha, thì mình sẽ chú ý mình theo dõi cho bệnh nhân đó, nó cần thiết cho lâm sàng lắm. Mấy bạn đợi cô chút xíu nha mấy bạn, xin lỗi nha. Và nói về em trai chút xíu đi, em trai thì em cũng biết rồi đó là giá thành khá đắt nha, đắt. Ứng dụng trên bệnh lý viêm tụy cấp thì em sẽ ít gặp lắm, bởi vì phần lớn là nếu mà hỏng gọi là nếu mà siêu âm không rõ thì người ta chỉ chụp CT thôi, chứ hiếm khi nào tới MRI. Thế nhưng mà em cũng phải biết một số cái giá trị của MRI để khi mà em gặp những cái ca mà cần thiết phải chụp thì em phải đề nghị cho người bệnh. Thứ nhất là giá trị tương đương với CT ha, giá trị tương đương với CT trong cái chẩn đoán tổn thương viêm tụy cấp. Và có cái lợi điểm là có thể dùng khi mà bệnh nhân có chống chỉ định với CT. Hay ví dụ như là những cái ca mà bệnh nhân phụ nữ có thai thì nghe em nghe nói gì cái em nói của phụ nữ có thai liên quan gì với viêm tụy cấp? Không nha, phụ nữ có thai lại là một cái đối tượng nguy cơ của viêm tụy cấp. Và người ta có hẳn luôn một cái bài gọi là bài viêm tụy cấp trên phụ nữ có thai ha, có luôn. Bởi vì nó cơ chế thì nó liên quan đến những cái thay đổi nội tiết khi mang thai thôi. Thế nhưng mà vẫn có xuất hiện trên phụ nữ có thai. Cho nên em nhớ là phụ nữ có thai là không có được chụp CT nha, chỉ có là siêu âm. Nhưng mà tại vì siêu âm đôi lúc là nhiều lúc thai kỳ to quá, che lắp mất tiêu, khó quan sát tụy lắm. Thì có thể người ta sẽ cho bệnh nhân đi chụp MRI vẫn được ha. Và người ta nghiên cứu, người ta thấy là MRI nó có một cái lợi điểm tốt hơn CT trong cái phát hiện bệnh lý sỏi ống mật ha, và những cái bất thường của ống mật. Nó có một cái lợi điểm vượt trội hơn, nó thấy rõ hơn. Cho nên là những cái trường hợp mà em nghi ra này là khả năng bệnh lý đường mật là nguyên nhân của gọi là nguyên nhân của viêm tụy cấp mà em tìm trên CT không có, thì nếu mà cơ sở của em có MRI, em có thể cho bệnh nhân đi chụp MRI thử ha. Nghĩa là người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng có một số trường hợp bệnh lý sỏi ống mật và bất thường ống mật có thể là CT lại không quan sát thấy được, thì lúc đó em có thể cho bệnh nhân đi chụp MRI ha. Nha. Rồi các xét nghiệm chỉ điểm viêm, ví dụ như bạch cầu nè, CRP, thì mấy cái chỉ số này không có giá trị chẩn đoán em ha, không có giá trị chẩn đoán như là những cái mà nãy giờ cô đã kể với em, nhưng lại có một cái giá trị tiên lượng ha, cho nên em phải chú ý là em sẽ đề nghị những cái cận lâm sàng này ha, để mình có thể tiên lượng bệnh nhân. Rồi sau khi mà đề nghị cận lâm sàng rồi, cũng điểm sơ qua một số cái giá trị ha, giá trị của cận lâm sàng, cũng biết được phân tích kết quả sao rồi thì mình sẽ tới cái bước là chẩn đoán xác định, đúng không? Chẩn đoán xác định thì chẩn đoán xác định nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là chẩn đoán xác định viêm tụy cấp ha, thì tiêu chuẩn chẩn đoán thì em đã biết rồi đó, là mình sẽ chẩn đoán khi bệnh nhân đạt được 2/3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là đau kiểu tụy, 2/3, 2/3 nghĩa là một cái đau kiểu tụy kết hợp với men tụy hoặc là đau kiểu tụy kết hợp với hình ảnh học nha. Chứ đừng có tự nhiên kết hợp cái men tụy với cái hình ảnh học không thì không được ha. Đau kiểu tụy là phải luôn luôn có ha. Đó, luôn luôn có. Tiêu chuẩn số 1 là luôn luôn có. 1 kết hợp với 2 hoặc 1 kết hợp với 3. Men tụy thì tăng gấp 3 lần giới hạn trên bình thường. Có hình ảnh học hướng chẩn đoán viêm tụy cấp, có thể dùng siêu âm. Nhưng mà độ nhạy từ 25 đến 50 thôi. Tốt nhất thì là CT scan hoặc MRI. Nếu không có thì siêu âm vẫn được. Nếu mà siêu âm có đưa ra những cái tổn thương tụy phù hợp với lâm sàng thì em vẫn thể sử dụng siêu âm kết hợp trong cái tiêu chuẩn được. Rồi, có một cái vấn đề mà mình phải chú ý, đó chính là cái phần đánh giá cái mức độ nặng của viêm tụy cấp, bởi vì nó sẽ liên quan chặt chẽ đến cái phần mình theo dõi và điều trị bệnh nhân.
rất là quan trọng. Ví dụ như ca đó tôi tiên lượng hỏng nặng thì cái hướng theo dõi, hướng điều trị của tôi sẽ khác. Nhưng mà nếu mà ca đó là tôi tiên lượng nặng ha, thì tôi sẽ gọi là theo dõi và điều trị khác luôn. Vậy thì mình sẽ cùng nhắc lại một số cái ta gọi là chỉ điểm của những cái gọi là có khả năng diễn biến nặng ha. Đầu tiên á, là có một số cái nghiên cứu á, họ cho rằng một số cái yếu tố nguy cơ sao có thể gợi ý về cái viêm tụy cấp nặng. Ví dụ như bệnh nhân lớn tuổi, thì nói chung lớn tuổi là yếu tố nguy cơ của tất cả các bệnh lý chứ không phải riêng gì viêm tụy cấp ha. Bệnh nhân béo phì, bệnh nhân có những bệnh lý nền nặng ha, ví dụ như bệnh lý tim mạch nền, bệnh lý hô hấp nền đó, gợi ý thôi nha. Còn một số cái chỉ điểm gợi ý tiến triển nặng mà gọi là đặc hiệu của viêm tụy cấp. Thứ nhất, hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân là tôi đã nhắc bạn ngay từ cái phần khám lâm sàng ha. Đó, tôi đã nhắc lại 4 cái tiêu chuẩn và đạt được 2 trên 4 tiêu chuẩn thì mình sẽ nói rằng bệnh nhân này có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Và mình bắt buộc phải đánh giá cái hội chứng đáp ứng viêm toàn thân này khi bệnh nhân mới nhập viện, đánh giá luôn. Và nếu mà đánh giá khi nhập viện mà có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân, nó là một cái chỉ điểm khả năng là gợi ý tiến triển nặng. Và nếu mà sau 48 giờ mà em đánh giá lại bệnh nhân này vẫn hiện diện hội chứng đáp ứng viêm toàn thân thì nghĩa là những ca này là cái độ gọi là cái mức độ chính xác khi mà khả năng tiến triển nặng lên rất là cao ha, độ ta gọi là độ đặc hiệu rất cao. Chỉ số thứ hai mà em cần phải lưu ý để mà khả năng là nặng là chỉ số HCT. HCT, nếu mà HCT lúc mới nhập viện là 44, trên 44% và em theo dõi lại là nó không giảm trong 24 giờ thì nó cũng là một cái chỉ điểm tiến triển nặng. Thứ ba, chỉ số BSAP ha. Thì chút xíu sẽ có một cái thang điểm rồi, thường là chỉ số này trên từ 3 điểm trở lên, tồn tại trong 24 giờ ha, cũng là gợi ý tiến triển nặng. Hoặc là bệnh nhân có những cái dấu suy cơ quan, ví dụ như huyết áp tâm thu tụt này, nhịp tim nhanh ha, PaO2 giảm, creatinine máu tăng đó. Còn một cái chỉ số nữa phải lưu ý là chỉ số CRP ha, CRP mà tăng trên 150mg trên lít sau 48 giờ nhập viện mình thử đó, mình thấy thì nó cũng là một cái chỉ điểm của viêm giáp nặng. Và có thể là có một số cái thang điểm tiên lượng nặng khác, ví dụ như thang điểm Ranson ha, Apache 2, Let's Go ha, Ranson thì có trong bài giảng của tụi em rồi đó. Những thang điểm này có một cái số cái yếu điểm là nó dài quá ha, dài quá nhiều lúc là tụi em không nhớ. Thì nếu mà không nhớ được thì em gán nhớ mấy cái chỉ điểm gợi ý tiến triển nặng mà tôi liệt kê bên đây nè, đôi khi nó sẽ dễ nhớ hơn. Nghĩa là bệnh nhân chỉ cần có một trong số những cái điểm này thì em phải lưu ý rằng có khả năng là ca này sẽ diễn biến nặng và em sẽ chú ý trong cái phần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân ha, trên lâm sàng. Rồi thang điểm. Thang điểm này gồm có 5 chỉ số ha, chỉ số bun, rối loạn tri giác, hội chứng đáp viêm toàn thân, tuổi, tràn dịch màng phổi, 5 yếu tố thôi, cũng tương đối là dễ nhớ. Mình sẽ căn cứ vô mấy cái chữ đầu rồi mình ráng nhớ ha. Thì đây, những chỉ số này nếu mà em chấm mà bệnh nhân lúc mới nhập viện mà có từ 3 điểm trở lên nha em, thì em sẽ xếp vô nhóm là có khả năng diễn biến nặng ha, và em sẽ chú ý theo dõi bệnh nhân. Tràn dịch màng phổi thì có thể em sẽ đánh giá thông qua thăm khám ha, hoặc là em đánh giá thông qua cái x-quang. Nếu mà tràn dịch màng phổi lượng ít quá thì em có thể xem trên cái x-quang ngực ha. Đó. Rồi, đó là những cái yếu tố mà tiên lượng cái mức độ nặng ha. Rồi có một cái phần ta gọi là tiêu chuẩn đánh giá độ nặng ha, tiêu chuẩn đánh giá độ nặng. Mấy cái yếu tố tiên lượng nặng này biết không vậy? Mấy bạn ơi, lâu lâu phải hỏi chừng, không thôi nó ngủ gục hết trơn. Mấy bạn ơi. Dạ còn tỉnh kìa. Còn tỉnh hả? Mấy cái chỉ số mà để tiên lượng nặng này tụi em có biết không dạ?
Có trong giáo trình cô. Có trong giáo trình thì phải chú ý nha. Thì tại vì những cái chỗ này á, tôi thấy là nó tương đối đơn giản á, tương đối đơn giản dễ nhớ. Thì khi mà mình khám, mình đánh giá trên bệnh nhân á, mình có thể nhìn lướt qua những chỉ số này. Nếu mà có ha, có một trong số những cái chỉ số này là em phải có một cái suy nghĩ là khả năng ca này viêm tụy cấp không nhẹ, ha, viêm cấp không nhẹ, có thể diễn biến nặng, để mình chú ý mình theo dõi nha. Dạy sợ nhất là ngủ gục thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại cho mấy bạn về cái tiêu chuẩn đánh giá độ nặng ha, tiêu chuẩn đánh giá độ nặng. Phân loại Atlanta hiệu chỉnh 2012, 2012, 2013 gì đó. Tại vì nó hiệu chỉnh 2012 nhưng mà nó gọi là publish là 2013, cho nên mấy bạn 2 năm đó nào cũng được. Thì phân loại Atlanta họ phân viêm tụy cấp ra làm 3 mức độ là nhẹ, trung bình nặng và nặng nha. Thì thế nào là nhẹ? Nhẹ nghĩa là bệnh nhân không có cái triệu chứng suy tạng, không có biến chứng tại chỗ và không có biến chứng toàn thân ha. Còn trung bình nặng là bệnh nhân có suy tạng, ta gọi là suy tạng thoáng qua, nghĩa là thường là mình theo dõi sau 48 giờ thì suy tạng này hồi phục ha, thì gọi là thoáng qua. Kết hợp với biến có bệnh nhân có biến chứng tại chỗ hoặc là có biến chứng toàn thân ha. Còn nếu mà bệnh nhân xếp vô nhóm nặng, nghĩa là bệnh nhân suy tạng kéo dài, và suy tạng ở đây á là người ta định nghĩa là suy một tạng hoặc suy đa tạng ha. Mình đừng có nói là suy tạng là phải suy đa tạng được không, chỉ cần suy một tạng vẫn xếp vô nhóm nặng ha. Suy một tạng mà kéo dài ha, vẫn xếp vô nhóm nặng. Rồi mấy bạn có thể cho tôi biết coi là biến chứng tại chỗ của tụy là những biến chứng nào không, để mình kiếm tên nào mình kêu thử nha. Bá Tôn phải không? Bạn phải tên Bá Tôn không ta? Có không? Có bạn Bá Tôn không? Dạ có luôn. Dạ có luôn. Rồi, bạn có thể kể cho cô nghe vài cái biến chứng tại chỗ của tụy mà bạn biết không? Dạ biến chứng tại chỗ luôn, hoại tử. Rồi. Như động dịch trong tụy. Tụ dịch, rồi. Rồi gì nữa không? Dạ thâm nhiễm mỡ. Thâm nhiễm mỡ, rồi gì nữa không? Dạ hết. Rồi có ai bổ sung gì không? Có ai bổ sung về biến chứng tại chỗ không? Ngay chỗ này vậy nè, biết sao mà cô hỏi tụi em không? Có câu chuyện vui lắm, nghĩa là đi hỏi thi á. Có một bạn A nào đó, bạn chẩn đoán vậy nè, viêm tụy cấp do rượu, nghỉ do rượu, biến chứng, xin lỗi, viêm tụy cấp nghỉ do rượu, không có biến chứng. Đó, bạn ghi vậy đó, bạn ghi chẩn đoán vậy đó. Thì khi mà tôi xem bệnh án á, hỏi thi lâm sàng, thì tôi mới hỏi câu là đâu bây giờ em có thể làm kể cho cô nghe vài cái biến chứng của viêm tụy cấp, rồi em nói cho cô biết là em đã tìm cách nào mà em biết không có. Thì mình cũng hỏi cho có hỏi thôi, nghĩa là mình cũng nghĩ là bạn này ghi không biến chứng thì bạn sẽ biết là những biến chứng là gì. Ơi, cuối cùng mà mặt nó ngơ ngác ra, cô cũng ngơ ngác theo luôn. Cô cũng ngơ ngác theo luôn. Cô nói ủa sao mình hỏi cô hỏi thấy đâu gì đặc biệt đâu mà mặt em nó ngơ ngác như vậy. Sự thật là em này em không hề biết biến chứng của viêm tụy cấp là gì. Không biết luôn. Không biết thì làm sao mà ghi không được? Tại vì nếu mà mình không biết, không hề biết biến chứng là gì hết trơn thì mình có tìm đâu, mình có biết cách tìm đâu, rồi không tìm sao ghi không? Nói không? Bởi vì đó là một cái gọi là ghi theo thói quen, hoặc là ghi bằng cái suy nghĩ gì cô cũng không hiểu nổi nữa ha. Rồi sẵn kể cho tụi em nghe, có nhiều chuyện vui lắm đi hỏi thi. Mà nhiều lúc cô đợt rồi hỏi thi tốt nghiệp lâm sàng Y6 thì bạn đó bạn mới khám là bệnh nhân này á, là bạn nghi là bệnh nhân này bị nhiễm trùng từ cái vùng mông. Thì cái cô mà hỏi thi chung á, cô mới hỏi một câu
Vậy nè cô nói đâu em có thể mô tả cái vùng loét mông á, của bệnh nhân như thế nào không, để mình có thể đánh giá coi cái vị trí đó đâu, coi cái nguồn loét là từ nguyên nhân gì. Thì hỏi cái câu rất bình thường, đáng lẽ là em chẩn đoán loét mông là em cũng phải biết. Ừ, em thăm khám rồi, xong mặt bạn y sáo lại ngơ ngác, rồi cô với cô hỏi chung cũng ngơ ngác theo em á luôn. Ủa sao kỳ vậy ta. Cuối cùng á là nó chẩn đoán loét mông là do bệnh nhân khai, nhân khai với nó bị loét mông, chứ nó chưa từng nhìn qua cái ổ loét trên bệnh nhân. Chết luôn rồi, nguy hiểm quá. Thế cho nên á là có một cái điểm mà chia sẻ với tụi em vậy nè, sau này á khi mà mình làm bệnh án, bất kỳ tình huống nào, thi hay không gì hết, khi mình đặt bút mình ghi một cái câu hoặc là một cái ý gì đó, mình phải tự nhủ với lòng là tôi biết vấn đề này, biết hay ghi nha, biết hay ghi. Còn nếu mà mình không biết, mình ghi á, là người ta hỏi vô một cái là mình ngơ ngác một cái là rồi, xong, tiêu luôn. Là ta nói cho điểm, thậm chí nhiều người ta bực quá, ta cho rớt luôn á. Ta nói trời ơi, cái tác phẩm của nó mình không biết chứ. Giống như cái chỗ mà không biến chứng, thì mình hiểu là nó đã biết biến chứng là gì, đã loại trừ rồi. Ai ngờ sự thật là nó lại không biết một biến chứng nào hết trơn. Trời ơi. Tụi em luôn luôn là đem đến những cái bất ngờ những cái bất ngờ mà mình cũng không biết là phải diễn tả thế nào ha. Rồi, biến chứng toàn thân. Biến chứng toàn thân thôi à, sẽ liệt kê luôn. Rồi, biến chứng tại chỗ thì như hồi nãy mà em nó đã bạn Bảo Tôn đó, bạn đã kể một vài cái biến chứng đó ha, thì tụ dịch nè, rồi tụ dịch tại tụy, tụ dịch quanh tụy luôn, rồi nan giả tụy ha, hoại tử, rồi thêm cái áp xe tụy nữa đó, ta gọi chung là nhóm biến chứng tại chỗ. Còn biến chứng toàn thân, biến chứng toàn thân thì chỗ này nhắc tụi em cái nha, biến chứng toàn thân là Atlanta định nghĩa là gọi là bệnh nhân có biến chứng toàn thân khi mà cái bệnh đồng mắt nó nặng lên do yếu tố thúc đẩy là viêm tụy cấp, chứ không phải biến chứng toàn thân là đồng nghĩa với suy tạng nha. Chỗ này mình phải phân biệt rõ chỗ này ha. Ví dụ như là bệnh nhân đó có một cái bệnh lý mạch vành mạng đi à, trên nền à, xin lỗi, viêm tụy cấp trên nền bệnh lý mạch vành mạng. Đợt này bệnh nhân vào cái đợt viêm tụy cấp, đột nhiên nó lại thúc đẩy bệnh nhân này vào luôn một cái bệnh cảnh mạch vành cấp, thế thì người ta gọi là biến chứng toàn thân đó. Định nghĩa của Atlanta ha, định nghĩa Atlanta là vậy. Rồi tới vấn đề suy tạng, suy tạng, suy tạng thì nó có một cái bảng ha, một cái bảng ta gọi là thang điểm mặt sam ha, thang điểm mặt sam. Thì bảng này cũng khó nhớ ha, bảng này cũng khó nhớ. Thì người ta định nghĩa là chỉ cần mỗi cơ quan mà từ 2 điểm trở lên là xem như bệnh nhân đó có suy cơ quan đó. Thì những cơ quan họ đưa ra đây là gì? Là hô hấp nè, thận nè, với lại tim mạch nha, thận, hô hấp, thận, tim mạch đó, ba cơ quan quan trọng đó. Thì ta gọi là có một cái phần gọi là đơn giản hóa để em dễ đánh giá, nghĩa là em có thể nhớ ba cái yếu tố này thôi. Thứ nhất là BaO2 mà dưới 60 miếng thủy ngân nha, đó là bệnh nhân có suy tạng. Mấy bạn xin lỗi mấy bạn nha, đợi cô chút xíu nha. Thì bạn có thể nhớ ba cái chỉ số đơn giản thôi, như là BaO2 dưới 60 mét thủy ngân, creatinine trên 1.9 mg/%, huyết áp tâm thu dưới 90 mm thủy ngân,
và không đáp ứng với bù dịch ha. Đó mình nhớ đơn giản vậy thôi. Thế là nếu mà bệnh nhân chỉ có bất thường một trong ba này, mình xếp vô bệnh nhân là có suy cơ quan ha, suy cơ quan thoáng qua hay suy cơ quan kéo dài gì đó, thì tùy thuộc vào việc theo dõi cái chỉ số này ha. Rồi tụi em hiểu cái tiêu chuẩn Atlanta này không? Mấy bạn ơi, có nghe cô nói hay không? Dạ, hiểu sơ sơ cô ơi. Hiểu sơ sơ hả, là sao mà sơ sơ? Nghĩa là em có thể ứng dụng để em phân độ được không? Tiêu chuẩn thì đã đưa ra rồi, diễn giải cho em thế nào là biến chứng tại chỗ rồi, thế nào là biến chứng toàn thân rồi, thế nào là suy cơ quan rồi. Mình ứng dụng thôi ha, ứng dụng. Và cái tiêu chuẩn này á, tương đối dễ nhớ nha, tương đối dễ nhớ, và em có thể ứng dụng được trên lâm sàng ha, ứng dụng trên lâm sàng được. Mình có thể dựa vào cái tiêu chuẩn này để đánh giá cái viêm tụy cấp này nhẹ nè, trung bình nặng nè, hay là nặng ha, có thể ứng dụng được. Và khi mà em chẩn đoán xác định nha, hồi nãy là chẩn đoán sơ bộ thì cô chỉ yêu cầu là tối thiểu là em ghi được là viêm tụy cấp nguyên nhân là gì. Nhưng mà tới khi em chẩn đoán xác định á, một là em phải khẳng định coi là ca này đúng viêm tụy cấp không, dựa vào cái tiêu chuẩn 2/3. Thứ hai là ca này có đánh giá độ nặng được không, đánh giá độ nặng theo Atlanta được chưa, nhẹ, trung bình, nặng hay nặng. Còn nếu không đánh giá độ nặng được thì có những cái yếu tố tiên lượng nặng nào không, nếu có thì mình ghi chẩn đoán vô, ví dụ như là có yếu tố chỉ điểm tiên lượng nặng ha, hoặc là đánh giá độ nặng nhẹ, trung bình theo Atlanta gì đó, thì mình phải ghi cái đó để mình mới có cái hướng điều trị và theo dõi người ta nha. Còn ở trong cái chẩn đoán sơ bộ á, nhiều lúc mình chưa có đủ những cái cận lâm sàng ha, thì mình ghi cái mức độ á, đôi khi là nó sẽ gọi là không có đầy đủ, mình biện luận cũng khó nữa ha. Cho nên là có thể nếu mà có dấu suy cơ quan á, thì em có thể ghi là cái viêm tụy cấp này nghi ngờ viêm tụy cấp nặng trên lâm sàng. Còn nếu mà em khám không có thì em cái phần đánh giá mức độ em sẽ chừa vào lại đó ha, để em đợi tới cái chẩn đoán xác định ha, em sẽ bổ sung đầy đủ vào ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng qua cái phần điều trị ha, cùng qua cái phần điều trị. Đầu tiên là mình nói về cái nguyên tắc điều trị viêm tụy cấp đi ha, nguyên tắc điều trị viêm tụy cấp. Thì nguyên tắc điều trị viêm tụy cấp là mình sẽ giảm đau ha, giảm đau cho bệnh nhân, bù dịch, cân bằng điện giải ha, cho tụy nghỉ ngơi ha, cho tụy nghỉ ngơi bằng cách là cho bệnh nhân nhịn ăn đường miệng, hoặc là nếu cần thì mình sẽ cho những cái thuốc giảm tiết tụy trong những trường hợp viêm tụy cấp nặng, và mình sẽ giải quyết những cái biến chứng ha, và mình điều trị nguyên nhân để tránh viêm tụy cấp tái phát. Và khi mà mình điều trị viêm tụy cấp á, mình sẽ có những cái bước gọi là theo dõi. Thì theo dõi cái gì? Theo dõi sinh hiệu ha. Thì tại sao theo dõi sinh hiệu thì đã nói nãy giờ, nhắc tới nhắc lui hoài rồi ha. Theo dõi lượng nước tiểu, theo dõi SpO2 đó ha, mỗi 4 tiếng trong 24 giờ đầu. Chỉ số HCT ha, thì em có thể làm trong thời điểm nhập viện, sau đó 12 tiếng, sau đó 24 tiếng gì đó ha. Chỉ số Buhl 24 tiếng 48 giờ. Không làm được buôn thì làm ure ha, ure 24 giờ, 48 giờ. Điện giải đồ mỗi 24 tiếng, chỉ số CRB. CRB thì thường người ta sẽ làm vào cái thời điểm 48 giờ, bởi vì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng thời điểm đó thì CRB nó sẽ có một cái ý nghĩa tiên lượng ha, có một cái ý nghĩa tiên lượng.
Còn nếu em làm sớm hơn thì những cái nghiên cứu nó lại không có ủng hộ cho cái ý nghĩa tiên lượng của CRB, nên CRB mình nên làm ở thời điểm 48 giờ nha. Bây giờ mình sẽ cùng đi vào những cái điều trị cụ thể của viêm tụy cấp. Rồi bây giờ trước khi vào những cái điều trị cụ thể thì như em đã học trong bài giảng lý thuyết rồi, là những ca viêm tụy cấp á, thì mình sẽ có cái bước là đặt xong dạ dày, đúng không? Vậy thì bây giờ á, là đâu cô sẽ hỏi Cẩm Tú. Cẩm Tú không biết ở lớp nào. Cẩm Tú, Cẩm Tú có không em? Rồi Tú ơi, Tú cho cô biết coi là em cũng đã đi lâm sàng rồi đó, em có từng gặp ca viêm tụy cấp nào chưa? Dạ rồi. Cái ca em gặp đó, bệnh nhân có được đặt xong dạ dày không? Dạ không. Vậy thì em có thể cho cô biết coi là cái xong dạ dày mình nên đặt ở những cái tình, những cái trường hợp viêm tụy cấp nào không? Nếu mà thôi em là... không gặp, nghĩa là xong dạ dày sẽ không có đặt cho tất cả các trường hợp nha. Chuyện đầu tiên tụi em nhớ này nha. Nghĩa là xong dạ dày sẽ không có phải nghĩa là khi nào em đặt bút em ghi viêm tụy cấp là em cho người ta đặt xong dạ dày liền là không phải. Nghĩa là em sẽ đánh giá tùy trường hợp mình mới đặt. Thì Tú cho cô biết coi là mình nên đặt xong dạ dày ở những trường hợp nào. Cô là cho với bệnh nhân đặt lúc mà bệnh nhân nôn ói nhiều, trướng hơi nhiều. Bụng trướng hơi nhiều. Bụng trướng hơi nhiều là nên đặt xong dạ dày. Đặt để làm gì? Đặt để giải áp ổ bụng, giải áp cho giải để ra dịch dạ. Bớt thì bệnh nhân cảm giác đỡ trước hơi. Rồi, đồng ý. Rồi, cảm ơn Tú nha. Rồi đó ha. Thì bạn Tú, bạn đã trả lời cái câu hỏi về xong dạ dày để mấy bạn cùng cùng nắm nha. Nghĩa là mấy bạn gọi là bỏ qua cái suy nghĩ mà cứ hễ ca nào chẩn đoán viêm tụy cấp mình cũng đặt cái xong dạ dày hết là không đúng nha. Xong dạ dày mình chỉ nên đặt ở những trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp mà có nôn ói nhiều, hoặc là bụng trướng hơi, hoặc là đề kháng nhiều thôi. Còn lại những trường hợp bệnh nhân viêm tụy cấp không có triệu chứng này thì em không nên đặt xong dạ dày, được chưa? Rồi. Thở oxy thì những cái trường hợp mà bệnh nhân viêm tụy cấp á, thường là trung bình nặng trở lên á, mình có thể cho bệnh nhân thở oxy. Còn hoặc là bệnh nhân mà đang dùng thuốc giảm đau mà dẫn xuất morphin á, thì cũng phải duy trì cái oxy mũi cho người ta ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái ý về cái bù dịch ha, bù nước điện giải, bù dịch điện giải đó. Chuyện đầu tiên á, em phải nắm được á, là cái bù dịch điện giải là một cái phần rất là quan trọng ha, phần rất là quan trọng. Và cái thời điểm mà em bù dịch điện giải mà gọi là cực kỳ quan trọng là trong 12 đến 24 giờ đầu kể từ khi bệnh nhân nhập viện. Bởi vì người ta nói á, là những cái ca mà viêm tụy cấp thường bệnh nhân ói nhiều quá, với thêm nữa là bệnh nhân có tình trạng viêm tại tụy á, nó sẽ tăng xuất tiết dịch ha, với lại nó sẽ có tình trạng là giãn mạch, tăng tính thấm thành mạch đồ đó, nó sẽ thoát dịch đó. Thì lúc đó thể tích tuần hoàn sẽ giảm và bệnh nhân sẽ có tăng cái nguy cơ hoại tử tụy. Cho nên đó, là việc bù dịch điện giải trong cái thời điểm từ 12 đến 24 giờ là cực kỳ ha, cực kỳ quan trọng. Và cái loại dịch bù là gì? Là lactate rinzer hoặc là natri lauro 0.9 natriloro 9/1000 ha. Thì ta nói chung là dịch đẳng trương đó, nhưng mà đẳng trương nhưng mà chỉ ưu tiên là lactate hoặc là natri cloro 9/1000 thôi nha. Và các nghiên cứu thì lại nghiêng về cái lactate rinzer hơn, nên là ta khuyên mình là nên ưu tiên lactate rinzer. Chỉ có chống chỉ định ở những trường hợp mà viêm tụy cấp do tăng canxi thôi à. Hoặc là bệnh nhân có tăng canxi máu thì chống chỉ định thôi. Cái lượng dịch mình bù bao nhiêu ha, lượng dịch thì nó lại tùy thuộc vào cái mức độ viêm tụy. Ví dụ như mình đánh giá là viêm tụy cấp này không có nặng ha, không có những cái hình ảnh hoại tử tụy trên hình ảnh học ha, ví dụ không có hoại tử tụy qua siêu âm hoặc CT gì đó, cũng không có mấy cái chỉ điểm tiên lượng nặng, ví dụ hồi nãy cô đã nhắc với em á,
thì mình chỉ cần bù khoảng 2 lít dịch ngày cho anh ta là đủ ha, bù 2 lít ngày. Còn nếu mà viêm tụy cấp không nặng nhưng mà bệnh nhân lại có hoại tử tụy nha, có hoại tử tụy hoặc là có những cái chỉ điểm tiên lượng nặng ha, thì trong 12 đến 24 giờ đầu á, mình thường phải bù là từ 250 đến 500 ml trên giờ, nghĩa là nó tương ứng khoảng từ 2 lít rưỡi đến 4 lít á, 4 lít trong 12 đến 24 giờ đó. Và sau đó thì mình sẽ bù lại khoảng 2 lít ngày. Và nhớ là những trường hợp này á, mình bù lượng dịch khá lớn, cho nên là trước khi mà bù em nhớ đánh giá cái tình trạng cái bệnh lý tim mạch và bệnh lý thận của bệnh nhân trước khi mình bù ha. Nếu mà bệnh nhân đó có một cái bệnh lý tim mạch mà gọi là nặng nề quá thì trước khi mà em bù em nên đặt một cái catheter tĩnh mạch trung tâm á, ha, để em bù theo cái catheter, xin lỗi, bù theo cái CVB, nó sẽ an toàn cho người bệnh hơn, nó tránh cái tình trạng quá tải dịch ha. Còn nếu mà bệnh nhân viêm tụy cấp nặng á, thì thường người ta sẽ bù khởi đầu là 20ml bạc ký trên giờ trong khoảng 30 đến 60 phút đầu, rồi sau đó người ta hạ xuống còn khoảng 250 đến 300ml trên giờ trong khoảng 48 giờ tùy tình trạng tim mạch. Đó là cái phần mà người ta gọi là bù dịch. Rồi tới phần dinh dưỡng. Thì nếu mà bệnh nhân này á, nếu mà bệnh nhân viêm tụy cấp á, mà thường á, khi mà bệnh nhân viêm tụy cấp vô viện á, mình sẽ khuyên bệnh nhân là nhịn ăn ha, nhịn ăn. Thì khi mà bệnh nhân nhịn ăn á, thì nếu mà bệnh nhân chỉ nhịn ăn trong khoảng 3 ngày thôi thì em có thể là bù cái thêm cái dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch cho anh ta. Thì thường khi mà mình bù á, là mình bù khoảng từ 100 đến 150 gram đường thôi trên một ngày. Ngay chỗ này á, cũng nhắc em luôn về nè, nghĩa là nếu mà em tính theo cái mức năng lượng mà cơ bản của mình á, ví dụ như năng lượng cơ bản là khoảng 35 đến 40 kilocalo trên ký trên một ngày, thì một ngày á, bệnh nhân cần khoảng bao nhiêu kilocalo, kilocalo trung bình một ngày bao nhiêu? Trung bình, năng lượng trung bình ngày mình cần là bao nhiêu vậy? Lại im lặng, kiếm người kiếm coi, kiếm người kêu coi. Châu Minh Hoàng, Châu Minh Hoàng, IR, rồi nó ngủ gục mất tiêu rồi, Đào Tấn Đô, IR, trả lời cho cô biết. Có em. Rồi có em. Bây giờ thường năng lượng một ngày của mình là khoảng bao nhiêu đô ơi? Dạ trung bình là khoảng 2.000 tới 2.500 hả? Nếu mà 2.000 đến 2.500 thì tương ứng với cái lượng đường mình cần bù là khoảng nhiêu mấy đô? À, dạ từ từ để chắc em bấm máy cái. Bấm máy. Thấy giờ nhanh lắm mà. Đâu trước khi bấm máy nói công thức cho tôi nghe có đúng không là được rồi. À, để em nhớ cái chị ơi. Search Google chứ phải bấm máy đâu con. Kệ, search Google cũng được, miễn sao mấy bạn nhớ là được rồi. Như hồi nãy mình nói ngay từ đầu vậy đó, trí nhớ của mình có hạn mà. Mà tôi kêu công thức để coi nó biết không á chứ. Sợ nó không biết luôn á. Dạ 1 gram đường tương đương với khoảng là 0,25 calo thì xỉu. Phải không? Cái này học hồi cơ bản rồi mà. Gram đường tương ứng với nhiêu? Gram đường, gram mỡ, gram đạm tương ứng với nhiêu? Gram đường là 4. Ừ. Đạm 4, mỡ 9 phải không? 9.
Ừ. Ủa sao cái này kỳ vậy? Thì chứ ta Google Pay rồi cô ơi. Google Pay rồi. Thôi Google tao rồi. Bởi vậy thầy Google cũng lên xui lắm nghe. Rồi bây giờ một gam đường 4 kilo calo thì dạ. Khoảng 2000 thì tính ra là khoảng còn tới 500 gam đường đúng không? Dạ khoảng 500 gam đường á cô. 500 gam mà nếu mà em tính một cái chai đường cái lâm sàng thường là chai đường 10 mà 500 ml đi. Dạ. Thì tùy chai biết tính đó không vậy? Sệt nữa à. À biết tính không? À dạ cô nói tiếp đi cô. Đâu cô đâu nói, cô hỏi em mà. Cô hỏi em một chai đường 10%, 500 ml có khoảng nhiêu gam đường trong đó em tính được không? 50. Dạ 50. Đúng không? Đúng rồi cô ơi. Đúng rồi phải không? Vậy dạ, thì tính là nhiêu gam đường trời? 500 hả? 500 gam phải không? Dạ. Vậy là 10 chai. Đi lâm sàng có bao giờ thấy người ta chuyện 10 chai đường không? Dạ không. Không. Cho nên á là các nghiên cứu người ta thấy rằng không cần bù đủ theo cái mức năng lượng mà chỉ cần bù 100 đến 150 gram đường trên ngày là đủ nha. 100 đến 150 gram đường là đủ rồi. Trăm đến 150 thì bù khoảng 3 chai đường ngày là được. Thì thường là ta sẽ bù 4 chai dịch đúng không? Khoảng 2 lít dịch ngày và khoảng 3 chai đường là được. Và khi nào mình sẽ cho bệnh nhân viêm tụy cấp ăn lại? Thì theo cái quan điểm hồi xưa, người ta sẽ bắt bệnh nhân nhịn ăn lâu, nhịn ăn kéo dài, bởi vì người ta sợ ăn vô bệnh nhân sẽ đau bụng. Nhưng mà những cái quan điểm sau này á, người ta thấy rằng nếu mà để bệnh nhân mà nhịn ăn qua đường, gọi là qua đường miệng quá lâu á, thì cái đường tiêu hóa nó sẽ không nhu động, đường tiêu hóa nó giảm, thì nó sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng ở đường tiêu hóa. Thì em cứ tưởng tượng là một cái cơ quan nào đó mà nó bị đình công ha, thì nó không hoạt động, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mấy cái yếu tố nhiễm trùng nó xâm nhập. Cho nên người ta khuyên là mình sẽ cho ăn càng sớm càng tốt, khi mà mình đánh giá là bệnh nhân có thể ăn được. Ví dụ thứ nhất là bệnh nhân giảm đau bụng nè, nghĩa là bệnh nhân không cần dùng thuốc giảm đau nữa ha. Bệnh nhân hết buồn nôn ha, bệnh nhân có cảm giác đói bụng ha, và mình khi mình thăm khám mình nghe là có cái nhu động ruột tốt rồi, thì bạn có thể bắt đầu cho bệnh nhân ăn lại. Nó có thể rơi vào ngày thứ hai, ngày thứ ba gì đó ha, miễn là khi mà bạn đánh giá những cái tiêu chí này bạn thấy là ok thì bạn có thể là cho bệnh nhân ăn lại qua đường miệng. Và cho ăn uống lại theo thứ tự là gì? Nước đường, cháo đường ha, rồi tới cơm đó. Và hạn chế nhập những cái chất béo ha, và nhớ là đừng cho bệnh nhân uống sữa nha. Thì nói về cái chỗ này á, thì trên khi mà em đi với tiêu hóa á, có hai cái dạng bệnh mà hay bắt nhịn ăn là xuất huyết tiêu hóa với lại viêm tụy cấp ha. Nhưng mà xuất huyết tiêu hóa á, thì người ta lại khuyên là bệnh nhân uống sữa lạnh nha, uống sữa lạnh. Còn viêm tụy là nhớ dặn ta đừng uống sữa nha, tại vì nếu mà mình quên không dặn á, thì cái tâm lý chung của bệnh nhân là cứ bệnh là phải uống sữa nó mới bổ đó. Cho nên là không dặn cái uống vô 1-2 ly sữa là có thể bị đau bụng trở lại đó. Cho nên dặn chú ý kỹ, người ta là tuyệt đối không được uống sữa, nếu có uống thì uống nước đường thôi đó. Rồi nếu mà ở một số trường hợp mà bệnh nhân viêm tụy cấp nặng á, đau bụng kéo dài sau 3 ngày vẫn còn đau bụng, là chưa thể mà gọi là cho ăn lại giống như là mình đã mô tả trước đó gì đó, thì người ta có một số khuyến cáo. Thứ nhất là mình có thể bù thêm cái dịch đạm ha, amino acid. Và nếu mà được á, thì mình có thể là cho bệnh nhân ăn qua sông ha, ăn qua sông. Người ta có thể đặt sông mũi dạ dày hoặc là sông mũi hổng tràng. Thì như hồi nãy mình đã nói với bạn đó là người quan điểm hiện đại bây giờ người ta không khuyến cáo là cho bệnh nhân nhịn ăn kéo dài ha, bởi vì nó sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng do cái vi khuẩn đi xuyên qua thành ruột. Cái này là những cái nghiên cứu người ta đưa ra thôi. Thì một khi mà người ta đã khuyên mình á thì mình phải ứng dụng. Thì có mình tôi đã tìm một vài cái chứng cứ về cái việc đặt sông mũi dạ dày với mũi hổng tràng á,
thì các nghiên cứu lại cho thấy rằng là không có sự khác biệt đáng kể giữa hai cách đặt sông này. Mà em biết là cái đặt sông mũi hổng trè nó cực kỳ khó, tại vì đặt sông mũi dạ dày thì em có thể đặt mù được. Ví dụ như là em đặt qua mũi rồi em cứ cho bệnh nhân nuốt thì cái sông nó sẽ rơi vào thực quản đi xuống dạ dày, mình cứ đẩy vô thôi. Nhưng mà nếu mà sông hổng tràn là cực kỳ khó chịu. Tại sao? Tại vì em phải đặt đúng đường đi thì nó mới chui được qua cái lỗ môn vị mới đi xuống dưới được. Thì chuyện này là bất khả thi. Bất khả thi là bình thường mà tôi nội soi á, là nó có cái đèn soi á, mà vô cái lỗ môn vị còn trần ai ha, nghĩa là nó đóng mở liên tục, nhiều lúc mình đâu có đi qua được. Thì cái này mà đặt á, là cần phải có nội soi hỗ trợ nè mới đặt được cái sông mũi hổng tràn. Cho nên nếu mà cơ sở mình không có thì em có thể đặt sông mũi dạ dày ha, rồi cho bệnh nhân ăn qua đó cũng được ha, cho ông ăn qua sông vẫn được. Và người ta khuyên mình á, là tránh nuôi ăn đường tĩnh mạch, ngoại trừ là không thể nuôi ăn qua đường ruột ha, như là đặt mấy cái sông vậy đó. Và bệnh nhân không dung nạp được khi mình nuôi ăn qua đường miệng ha, hoặc là không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng gì đó thì hãy nuôi ăn đường tĩnh mạch thôi. Giảm đau ha, thì người ta khuyến nghị mình dùng những cái thuốc giảm đau dẫn xuất morphine, piperidine rồi đó. Rồi giảm tiết dịch tụy thì bình thường em, những cái ca mà viêm tụy cấp nhẹ trung bình nặng á, xin lỗi, những ca viêm tụy cấp nhẹ trung bình á, em chỉ cần cho bệnh nhân nhịn ăn là nó sẽ hỗ trợ giảm tiết dịch tụy rồi. Nhưng mà trong bài giảng của em á, có đề cập đến một cái thuốc ốc rêu tích. Thì sẵn đây mình cũng nói luôn. Thì ốc rêu tích á, hiện nay cái bằng chứng mà dùng trên viêm tụy cấp nó rất là hạn chế ha, rất hạn chế luôn. Bởi vì người ta nghiên cứu người ta thấy là cái bằng chứng mà gọi là về hiệu quả nó không có những cái sự khác biệt đáng kể giữa nhóm có dùng và nhóm không dùng ốc rêu tích ha. Cho nên hiện tại bây giờ các loại thuốc mà giảm tiết dịch tụy chỉ sử dụng cho một số cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là viêm tụy cấp nặng nè, viêm tụy cấp hoại tử nè ha, viêm tụy cấp hoại tử, những cái trường hợp bệnh nhân có tràn dịch màng phổi hoặc là tràn dịch màng bụng mà do dịch tụy đó, thì những trường hợp đó người ta sẽ cân nhắc sử dụng các loại thuốc giảm tiết dịch tụy. Thì thuốc giảm tiết dịch tụy thường người ta sử dụng là octreotide ha, octreotide là một ống nhân 3 gần trên ngày tiêm dưới da và thường sử dụng trong từ 7 đến 21 ngày ha. Còn cái giảm tiết axit mà bằng thuốc ức chế tiết axit đó bạn, thì cái này ở trên lâm sàng người ta thường xài nha, ta hay sử dụng. Thì cái bằng chứng khoa học của những cái thuốc này thường người ta đề cập đến việc là mình sử dụng để phòng những cái stress liên quan đến viêm tụy cấp thôi ha. Còn cái giá trị mà trực tiếp đến việc giảm tiết dịch tụy thì nó lại không rõ ràng ha, không rõ ràng. Nhưng mà trên lâm sàng á, khi người ta sử dụng các loại thuốc ức chế tiết axit á, người ta thấy là có vẻ là cái cải thiện lâm sàng nó lại tốt hơn so với những trường hợp mà không sử dụng ha. Cho nên á, là khi mà em đi xuống bệnh viện em thấy mấy ca viêm tụy cấp á, thường là người ta hầu hết các trường hợp người ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng thêm cái thuốc ức chế tiết axit là vậy đó. Còn về bằng chứng khoa học thì nó lại không rõ ràng, các nghiên cứu thì cũng không có đề cao được cái vai trò của những loại thuốc này. Cho nên là mình cũng điểm qua vậy để mấy bạn biết về cái tình hình chung và mình sẽ cân nhắc sử dụng ở những cái trường hợp cụ thể. Rồi, tới một cái phần kế tiếp đó là mình sẽ điều trị những cái biến chứng mà liên quan đến viêm tụy cấp. Thì có một cái phần gọi là việc điều trị cái vấn đề nhiễm trùng ha, hay là nói chung là sử dụng kháng sinh trên những ca viêm tụy cấp. Thì thường người ta bây giờ những cái quan điểm mới, người ta cũng không có khuyến nghị mình là sử dụng kháng sinh tràn lan nha, kháng sinh tràn lan. Chỉ sử dụng kháng sinh khi mà mình thấy là thật sự là có cái bằng chứng về nhiễm trùng cần phải điều trị thôi. Ví dụ như là về kháng sinh điều trị đi. Thứ nhất là có thể là bệnh nhân có những cái nhiễm trùng ngoài tụy kèm theo, ví dụ có viêm nhiễm đường mật nè, nhiễm trùng huyết. Thì những cái này mình sẽ đánh giá qua lâm sàng và những chỉ số cận lâm sàng ha. Ví dụ
trên lâm sàng bệnh nhân sốt cao ha, sốt cao thì mình hồi nãy trong cái phần giới thiệu sinh tồn có nói đó, bệnh nhân sốt cao liên tục đó, thì mình nghi là có khả năng là có một cái nhiễm trùng nó chồng trên cái nền viêm tụy cấp, hoặc là những cái chỉ số nhiễm trùng tăng rất là cao, ví dụ bạch cầu máu tăng rất là cao, mấy chục ngàn, hai hai mươi mấy, ba mươi ngàn gì đó, hoặc là bệnh nhân có những cái hội chứng đau viêm toàn thân rõ nghi là bệnh nhân có nhiễm trùng huyết gì đó, thì em sẽ có thể sử dụng kháng sinh. Hoặc là em có thể có những cái bằng chứng của gọi là nhiễm trùng, cái ổ hoại tử tụy. Thường như hợp này là cái tình trạng bệnh nhân thường là xấu và nó không cải thiện sau khi nhập viện từ khoảng, ở trong sách thì ghi 7 đến 10, nhưng thường là nếu mà viêm tụy cấp mà không có cải thiện tốt sau 3 ngày, tại vì thường những ca mà viêm tụy cấp nhẹ, trung bình là sau 3 ngày phần lớn là bệnh nhân hết đau bụng, giảm đau bụng đáng kể và bệnh nhân có thể ăn lại được rồi. Còn những ca mà sau 3 ngày và vẫn còn đau bụng dây dẳng ha, và trên lâm sàng xấu đi, em phải nghi ngờ là có khả năng là có tình trạng là hoại tử, diễn biến hoại tử. Và nếu mà lúc đó bệnh nhân có thêm sốt, có thêm những cái dấu nhiễm trùng nữa ha, thì mình nghi là có nhiễm trùng tổ hoại tử ha, thì mình có thể là sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Rồi, hiện nay cái quan điểm mà dùng cái kháng sinh dự phòng nó gọi là nó đã bị phản bác rất là nhiều luôn ha, phản bác rất là nhiều. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng người ta vẫn có một số trường hợp người ta sử dụng những cái kháng sinh sớm, nghĩa là lúc đó chưa có một cái chỉ định rõ về cái điều trị ha, thì một số trường hợp mà em có thể xem xét dùng kháng sinh sớm. Thứ nhất là nếu mà em chưa có CT thì em sẽ xem những cái yếu tố mà chỉ điểm nặng như hồi nãy mình đã nói với bạn gì đó. Ví dụ như là chỉ số HCT nè, chỉ số CRP nè, chỉ số hội chứng đáp ứng viêm toàn thân nè, ha, hoặc là bệnh nhân có cái dấu suy cơ quan. Thì lúc đó dù là bệnh nhân không có những cái bằng chứng nhiễm trùng rõ ràng, em vẫn nên sử dụng kháng sinh sớm ha. Còn nếu mà tốt hơn nữa là em có CT, em thấy rằng trên CT nó có cái vấn đề là hoại tử rộng, nghĩa là trên 30%, ha, thì em cũng có thể xem xét sử dụng kháng sinh luôn. Và cái loại kháng sinh mà em ưu tiên ha, ưu tiên sử dụng là những cái nhóm thường đầu tay á, là nhóm quinolone tiêu hóa, ví dụ như là ciproflaxacin, hoặc là thường là ta sử dụng ciproflaxacin, hoặc là em có thể sử dụng cái những cái nhóm mà cephalosporin hệ thứ ba, ví dụ như là cefotaxim, ceftriaxone, thường người ta sử dụng ceftriaxone nhiều hơn, mình kết hợp với metronidazole ha. Và nếu mà em sử dụng những cái loại kháng sinh đầu tay này mà em thấy rằng cái nhiễm trùng trên lâm sàng cải thiện chưa có ok, thì em có thể đổi qua kháng sinh phổ rộng hơn, ví dụ như nhóm carbapenem, và trong đó thì mình thường hay sử dụng là imipenem ha. Và cái thời gian dùng nó dao động từ 10 đến 14 ngày tùy vào cái tình trạng lâm sàng của người bệnh. Rồi, có một cái bước kế tiếp nữa, đó chính là mình sẽ điều trị những cái nguyên nhân mà liên quan đến bệnh lý viêm tụy cấp ha, để tránh cái viêm tụy cấp tái phát. Và điều trị nguyên nhân này nó nằm ở phần cuối cùng, nghĩa là mình thường là điều trị sau, hay là bước đầu em cũng phải điều trị tuần tự vậy đó, nghĩa là bù nước điện giải nè, rồi dinh dưỡng tốt cho người ta ha. Đó, rồi kế tiếp thì mới điều trị nguyên nhân. Thì những cái nguyên nhân thường gặp mà gây viêm tụy cấp là gì? Nếu mà do rượu thì bệnh nhân ngưng rượu thôi, chứ cũng không có điều trị đặc hiệu gì hết. Nếu mà bệnh nhân viêm tụy cấp do sỏi ha, do sỏi mật, thì nếu mà bệnh nhân này bị sỏi cái ống mật chủ á, thì em có thể cho bệnh nhân làm cái EACB trong vòng 72 giờ ha. Còn nếu mà bệnh nhân có sỏi mật chủ mà nó có cái dấu là nhiễm trùng đường mật kèm theo, thì thường là mình sẽ làm EACB sớm hơn, có thể làm trong vòng 24 giờ đầu kể từ khi bệnh nhân vào viện. Còn những trường hợp mà bệnh nhân bị sỏi túi mật á, thì mình có thể xem xét là cắt túi mật trong vòng khoảng một tuần sau khi mà bệnh nhân hồi phục cái viêm tụy cấp á, để giúp giảm cái nguy cơ viêm tụy cấp tái phát. Đó là về vấn đề viêm tụy cấp do sỏi.
Rồi tới một cái trường hợp kế tiếp là viêm tụy cấp do tăng triglycerides, tăng triglycerides. Thì tăng triglycerides thì thường ta sẽ có những bước như là lọc huyết tương. Nhưng mà lọc huyết tương nó chỉ áp dụng cho những cái trường hợp như bệnh nhân có suy cơ quan kèm theo ha, bệnh nhân có biểu hiện là viêm tụy cấp nặng đó. Và mục tiêu triglycerides thì thường cũng dưới 500 mg/dL. Ngay chỗ này hỏi xíu, mấy bạn có thể cho cô biết là khi nào chỉ số triglycerides bao nhiêu thì mấy bạn sẽ chẩn đoán lâm sàng, xin lỗi, chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng triglycerides không? Phần này mấy bạn có biết không? Để kêu coi. Diễm Xuân nha em, Diễm Xuân trả lời giùm cô coi. Dạ không biết cô rồi. Này trong bài giảng có ghi không em? Dạ. Để em xem nhé. Có bạn nào biết khác biết về chỉ số triglycerides có thể hỗ trợ cho Diễm Xuân không? Mình có biết cái điểm cắt triglycerides mà để dùng để chẩn đoán không? Nghĩa là nói cái này để tụi em có một cái suy nghĩ là không phải mức triglycerides tăng là chẩn đoán là thành nguyên nhân, mà phải tăng tới một cái mức nào đó thì mới trở thành nguyên nhân được. Bao nhiêu? Điểm cắt là bao nhiêu? 11 á cô. 11 gì? Đọc cho đủ đơn vị rồi đàng hoàng coi. Dạ đợi, dạ đợi. Dạ, 11 mg trên lít. Ừ. Tương ứng với khoảng 1000 mg phần trăm nha. Đó chính là một cái điểm cắt quan trọng. Nghĩa là tất cả các nghiên cứu, người ta nghiên cứu thấy rằng là viêm tụy cấp mà liên quan tới tăng triglycerides thường chỉ xuất hiện khi mức triglycerides từ 11, thường là 11 mmol trên lít trở lên, hoặc là tương ứng với 1000 mg phần trăm trở lên. Còn nếu mà dưới mức đó thì triglycerides ít khi là nguyên nhân gây viêm tụy cấp lắm. Nha. Tới đâu nhớ cái gì thì nhắc tụi em cái đó. Rồi nếu mà mình thường ở trên lâm sàng điều trị viêm tụy cấp do tăng triglycerides, biện pháp đầu tay người ta hay sử dụng là insulin ha. Và cái mục tiêu của người ta khi dùng insulin là mình sẽ đưa cái mức triglycerides về dưới 500 mg/dL, nghĩa là tương ứng với khoảng nhiêu, khoảng 6 ha, khoảng khoảng 5.5 đến 6 mmol trên lít ha, trong vòng 3 đến 4 ngày. Và phương pháp thường là người ta sẽ sử dụng cái insulin Actrabit, người ta sẽ pha trong gluco 5 và người ta truyền với cái liều là 0.1 đến 0.3 đơn vị trên ký trên giờ. Thì ở trên lâm sàng người ta hay pha cái dạng là 50 đơn vị ha, 50 đơn vị insulin Actrabit, người ta sẽ pha trong cái dung dịch gluco 5% cũng tương ứng với 50 ml, và người ta sẽ truyền qua cái xi lanh điện. À, thì pha cái cách đó thì mình sẽ dễ tính cái số đơn vị truyền thôi, người ta có thể truyền dao động từ 3 đến 5 đơn vị trên giờ. Và khi mà mình truyền cái insulin này á, mình phải nhớ là mình sẽ theo dõi đường huyết mao mạch mỗi 4 tiếng và triglycerides máu mỗi 12 tiếng, và mình sẽ cố gắng là duy trì cái đường huyết mao mạch trong khoảng từ 150 đến 200 mg/dL ha. Và mình sẽ ngưng insulin khi mà mức triglycerides đạt cái mục tiêu là dưới 500 mg/dL, tương ứng với khoảng 6 mmol trên lít, thì mình sẽ ngưng truyền insulin. Rồi, đó là cái phần điểm sơ qua những cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp ích cho bạn khi bạn đi ở lâm sàng. Thì những kiến thức này tất cả đều có trong lý thuyết hết rồi, thì tôi chỉ là nhắc lại thôi, và tôi chỉ nhắc lại những cái chỗ mà tôi cho rằng là bạn nên nhớ ha. Mấy bạn có muốn giải lao xíu không?